Thanh Hằng xin mến chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập cuối vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe truyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Dạ Hân, em làm sao vậy? Em bị ngã. Nghe cô nói vậy, anh hết hồn hỏi. Em có sao không? Hình như em bị trật chân rồi. Anh nghe vậy vô cùng gấp gáp, nhưng không biết có thể vào được không, anh hỏi. Tôi có thể vào được không? Em chưa mặc đồ, nhưng mà đồ ở xa quá, em không với tới. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chí Kiên lo lắng, không biết cô thế nào, nhưng vào cũng không được. Đang suy nghĩ thì Sa Hân nói. Anh vào đi, em sẽ quay lưng lại. Được. Nghe cô nói như vậy, anh lập tức mở cửa đi vào. Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ đang đưa lưng về phía mình, thân thể trắng nõn, thật sự rất dễ khiến người ta phạm tội. Anh lấy cái khăn trên sau, đi đến chùm người cô lại, đỡ cô đứng lên. Gia Hân vịn vào anh, đứng lên và kéo cái khăn chỉnh lại trước mặt anh luôn. Bởi vì cô nghĩ Chí Kiên chỉ thích đàn ông và cơ thể của cô sẽ không thu hút được anh, còn anh thì ngại ngùng, đỏ mặt, quay qua hướng khác. Sau khi cô chỉnh lại xong thì Chí Kiên cúi xuống, ẫm cô lên đi ra ngoài, cho cô ngồi trên giường. Anh hỏi, vì sao lại té như vậy? Nếu không có tôi ở nhà thì sao đây? Em sơ ý, dẫm lên xà bông thôi. Em không sao, cảm ơn anh. Chí Kiên ngồi xuống để xem chân cô, chỉ là bị bong gân nhẹ, cũng không có bị gãy xương, anh nói. Vết thương không sao, để tôi băng lại cho em. Nói rồi, anh đi tìm hộp cứu thương, bắt đầu băng bó cho cô. Nhưng mà cô gái nhỏ, tại sao lại tự nhiên như vậy, không một chút ngại ngùng hay khoảng cách về anh. Đến khi băng bó xong, anh hỏi. Em không sợ, tôi nhìn thấy cơ thể của em mà. Gia Hân rất tự nhiên mà trêu đùa anh. Em làm gì phải sợ, dù sao thì cơ thể của em cũng không thu hút được anh. Nói xong cô cúi xuống xem xét vết thương thế nào. Công nhận bác sĩ có khác, vết thương băng bó rất đẹp. Còn Chí Kiên thì không hiểu lời cô nói. Lần trước cũng vậy, hôm nay anh phải hỏi cho rõ. Vì sao em lại nghĩ cơ thể của em không thu hút được tôi? Cô vẫn không ngước mắt lên mà trả lời. Không phải anh thích đàn ông à? Hả? Anh bất ngờ với câu nói của cô mà giọng nói hơi lớn một chút. Giờ Hân giật mình ngước mắt lên nhìn anh, nói tiếp. Không phải anh là gay và thích đàn ông à? Ai nói? Thì mấy tháng trước em nhìn thấy anh cùng với một người đàn ông ở trong văn phòng. Nói đến đây, Gia Hân cỏ lấy tay ra dấu mốc lại. Anh nhớ ra điều gì đó và hỏi cô. Là cái hôm có một người đẹp trai giống như tôi, mặc áo sơ mi màu xanh da trời ở trong văn phòng của tôi, có đúng không? Dạ đúng rồi ạ, hai người đều đẹp trai mà tiếc thật. Chí Kiên chỉ biết đập tay lên trán mà bó tay. Với sự hiểu lầm tai hại này, chắc anh phải về xử đẹp hai đứa em thân yêu của anh quá. Chả trách thời gian đó đến giờ anh thấy Gia Hân tự nhiên hẳn ra, kiểu như không coi anh là đàn ông luôn. Giờ thì anh đã biết nguyên nhân vì sao rồi. Chí Kiên ngồi xuống đối diện cô, nhìn thẳng vào mắt Gia Hân, nói. Nếu tôi nói tôi thật sự không thích đàn ông, tôi là đàn ông thẳng, thì em có tin không? Gia Hân còn lắc đầu cười với anh. Anh đùa hoài, rõ ràng hôm đó em nghe thấy anh chàng kia tỏ tình, anh đã đồng ý, còn nói cái gì, em là mặt trời của anh mà. Gương mặt không tin nhìn anh chăm chú, đúng là chọc điên anh mà. Chí Kiên cúi đầu thấp xuống, gương mặt chỉ cách Gia Hân một chút. Anh mỉm cười mờ ám hỏi cô. Nếu tôi nói hôm đó là hiểu lầm, em có tin tôi không? Hửm. Cô cảm thấy hơi sợ một chút, nhưng trong lòng vẫn kiên quyết theo ý của mình, nói. Nhưng rõ ràng hôm đó... Lời còn chưa nói hết thì Chí Kiên đã cúi xuống, hôn lên môi cô. Anh không muốn giải thích dài dòng nữa,
chỉ cần chứng minh cho cô thấy là được rồi. Gia Hân vô cùng bất ngờ, cô mở to đôi mắt nhìn anh, còn Trí Kiên thì mải mê hôn lấy đôi môi mà rất lâu rồi anh muốn ăn nó. Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ anh hôn sâu hơn và ngậm lấy môi cô. Gia Hân cố gắng để anh xa nhưng không được. Trí Kiên sờ tay lên eo cô rồi từ từ đi lên cao hơn. Gia Hân sợ hãi muốn mở miệng hét lên thì nhân cơ hội đó anh đi vào bên trong khoang miệng của cô mà khám phá. Cô cố gắng để anh xa nhưng không được. Trí Kiên vì quá mê đắm và muốn chứng minh mình thật sự là trai thẳng, anh đã để Gia Hân nằm xuống giường lấy thân mình đè lên trên. Gia Hân nhớ lại lần đó cô xem chút nữa bị sảm sỡ, cô sợ hãi mà khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên má. Đến khi Trí Kiên hù đến xương quai xanh xinh đẹp thì Gia Hân nói: "Đừng mà, hức, đừng như vậy." Anh liền khựng lại, tại sao anh lại quên mất Gia Hân có một nỗi ám ảnh chứ. Trí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ khóc, anh lại đau lòng nói: "Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh sẽ không làm gì hết, ngoan, đừng khóc nữa, có được không em?" Anh nói như thế, như chạm vào nỗi uất ức của cô, không những không im lặng mà cô càng khóc nhiều hơn. Trí Kiên hoảng hốt, xoay người lại, không đè lên cô nữa, mà ôm cô gái nhỏ vào lòng, ở bên tai cô, dịu dàng nói: "Ngoan, anh thương, em không đồng ý, anh sẽ không làm gì hết, bình tĩnh lại được không? Ngoan, đừng khóc nữa mà." Khóc trong lòng anh một chút thì cô cũng nín, thấy cô không còn khóc nữa, anh mới nói: "Chuyện hôm đó em thấy chỉ là hiểu lầm, anh thật sự không phải gay. Cái người mà em thấy thật ra là em trai của anh, không phải như em thấy đâu." Nhưng mà... Trí Kiên cúi xuống hôn lên trán cô, nói: "Em đó, muốn biết cái gì phải hỏi cho rõ ràng. Em không nói gì với anh hết, rồi tự suy nghĩ anh là gay, mỗi ngày đều khiêu khích anh, làm sao anh chịu nổi?" "Em không có mà." Gia Hân bẽ lẽn ở trong lòng anh. Thật sự lúc này Trí Kiên nhìn cô gái nhỏ rất đáng yêu, nếu như không có chuyện kia thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ biến cô thành người phụ nữ của anh. Chỉnh lại khăn tắm cho cô thật kín đáo, Trí Kiên lại lần nữa chứng minh cho cô biết anh thật sự là đàn ông. Anh cầm lấy tay cô để lên vật nam tính của mình, anh nói: "Em xem có tên gay nào mà thẳng đứng với em không, mỗi ngày ở bên cạnh em anh đều phải kiềm chế hết đấy." Gia Hân ngại ngùng vội rút tay về, cô thật sự không nghĩ anh lại làm như vậy. Xấu hổ cô quay lưng lại với anh, lắp bắp nói: "Anh, thầy, chú, thật vô lại." Trí Kiên thấy cô vì bối rối mà lắp bắp như vậy thì mỉm cười cưng chiều, ôm cô từ phía sau, anh nói: "Anh vô tội, bởi vì em mỗi ngày cứ ở trước mặt anh ăn mặc thoải mái như vậy. Thử hỏi có thằng đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình thích cứ quyến rũ mình như vậy mà chịu nổi không?" "Em không có." Cô định cãi lại tiếp nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, Gia Hân quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Anh vừa nói gì? Anh thích em?" Trí Kiên mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nói: "Ừ, anh thích em, thật sự thích em từ lâu lắm rồi. Anh có định ngày mai sẽ đưa em đi ăn thật ngon và bày tỏ tình cảm với em, nhưng ai ngờ..." Cô chớp mắt liên tục nhìn anh như không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, cô hỏi lại: "Là thật, anh thích em khi nào?" "Anh cũng không biết chính xác là khi nào, anh chỉ biết mỗi ngày dù có mệt mỏi thế nào anh cũng phải về nhà nhìn thấy em một cái mới yên tâm. Khi em khóc anh rất đau lòng, em bị tên sinh viên đó ức hiếp anh liền không chịu được, phải cho hắn một bài học." Vuốt tóc cô cho gọn qua một bên không đâm vào mắt, anh tiếp tục nói: "Anh tìm cách để đưa em về nhà chăm sóc và đưa đứa em gái nghịch ngợm kia đi nơi khác ở, chỉ để được ở bên cạnh em nhiều hơn. Gia Hân, anh thật sự rất thích em và nghiện em mất rồi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?" Nghe hết tất cả những lời anh nói, Gia Hân rất cảm động, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn với anh. Từ trước đến giờ, cô luôn xem anh là một thầy giáo của mình,
là anh trai của bạn mình, cậu chưa từng nghĩ xa hơn với anh. Bỗng nhiên được anh tỏ tình, cậu không biết phải làm sao. Gia Hân nói: Em chưa từng nghĩ là sẽ đi quá giới hạn của mình. Hôm nay anh nói với em như vậy, anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không? Chí Kiên mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Anh nói: Được rồi, anh sẽ đợi. Dù gì thì anh cũng đã ra mắt gia đình em rồi. Mẹ anh cũng đã gặp em, vậy nên anh sẽ đợi. Không gấp, em cứ tập trung vào học đi. Cô mỉm cười nói với anh: Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi thì anh ngồi dậy hỏi: Giờ em có thể tự thay đồ được không? Có cần anh giúp không? Không, em tự làm được rồi ạ. Ừ, vậy em thay đồ rồi ngủ sớm đi. Có gì gọi anh, giờ anh phải đi tắm lại mới được. Nói rồi, Chí Kiên vội đứng lên chạy về phòng. Chứ nhìn cô thế này, anh thật sự không chịu nổi. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, Chí Kiên không đi làm nên anh có kế hoạch dẫn Gia Hân đi chơi. Nhưng mới sáng sớm, con báo đã đến nộp mạng rồi. Anh Thư mở cửa đi vào nhà, nhìn thấy Chí Kiên đang ngồi xem tạp chí buổi sáng. Cô vội chạy đến ôm anh hai, nói: Anh hai, dạo này em không có ở đây, anh có vui không? Có phải nên thưởng cho em cái gì đó không? Chí Kiên nhìn cô em gái nhỏ của mình, nói: Được, anh đương nhiên phải thưởng cho em rồi. Nghe anh nói như vậy, anh Thư rất vui vẻ, mong chờ xem anh trai sẽ cho mình gì đây. Thì thấy Chí Kiên móc điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy. Anh nói: Lập tức khóa tất cả các thẻ ngân hàng của tiểu thư cho tôi. Khi nào ba mẹ tôi có hỏi thì cứ nói với họ, đó là lệnh của tôi. Anh Thư hơi bất ngờ, cái này đâu phải thường. Cô hỏi anh: Anh hai, có phải anh nhầm không? Cái đó không phải là thưởng. Chí Kiên liền cốc lên trán của cô, rõ đầu rồi nói: Em có đòi anh thưởng, không phải tại em bày trò, thì Gia Hân cô ấy sẽ không hiểu lầm anh là gay. Bây giờ con đòi thưởng. Hả? Em có làm gì đâu, anh thật là vô lý. Còn không phải em bắt anh đóng kịch với Thế Hầu để cho cô ấy thấy được và hiểu lầm anh à? Hả? Gia Hân thấy được sao? Tại sao cô ấy không nói gì với em hết vậy? Chí Kiên tiếp tục mở tạp chí ra xem và trả lời cô: Cô ấy cũng đâu có nói với anh. Vậy tại sao anh biết? Thì hôm qua cô ấy mới nói cho anh biết. Anh Thư định nói gì đó nhưng nhìn thấy Gia Hân ở trong phòng ngủ đi xa, cô liền chạy đến nắm tay cô ấy nói: Gia Hân, cậu cứu tớ với. Chuyện gì? Anh hai, khóa tài khoản của tớ rồi. Ngày tháng sau này tôi biết sống sao đây. Gia Hân kiểu: Ủa, rồi chuyện hai anh em các người liên quan gì đến tôi? Anh Thư thấy cô im lặng liền nói tiếp: Chị dâu tương lai giúp em gái đi mà. Hả? Cậu đừng có nói bậy, tớ không phải. Chí Kiên nãy giờ im lặng, bây giờ anh tiếp tục nói: Em có nói thêm một lời nào nữa, anh lập tức lấy xe lại. Anh Thư quá tức giận, đã giúp anh trai còn không được trả công, cô liền nói với Gia Hân: Cậu ở gần con sói giả này nên cẩn thận, anh ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu. Chí Kiên chỉ vào em gái mình lớn tiếng nói: Em đáng lẽ ra mình ở đây với cậu rất vui vẻ, mà anh ấy đuổi mình qua khu nhà khác ở để được ở cùng cậu. Còn nữa, muốn cậu làm việc nhà gì chứ? Nhà này mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp khi cậu vừa ra khỏi cửa, bởi vậy cậu bị anh ta lừa rồi đó, ráng giữ mình nha. Anh Thư nói một lèo mà Chí Kiên không kịp bụ miệng lại. Còn Gia Hân nghe thấy những lời bạn mình nói thì mắt chữ A mồm chữ O vì bất ngờ. Sau khi khui hết chuyện xấu của anh trai ra rồi, anh Thư liền xách túi bỏ chạy, bởi vì cô còn ở lại nữa thế nào cũng bị ông anh hai xử đẹp. Trước khi đi còn quay lại lè lưỡi với Chí Kiên một cái mới chịu. Còn anh thì không biết phải làm sao với cô em gái này, chỉ biết bó tay thôi. Gia Hân nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, hỏi: Những chuyện anh Thư vừa nói là thật hay giả? Bây giờ anh mới không biết phải nói thế nào với Gia Hân, anh lắp bắp nói: Anh... À thì... Không cần nghe anh nói gì, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Gia Hân quay lưng lại và đi cả nhắc
trở lại phòng. Anh thấy như vậy, sợ cô giận nên vội chạy đến ẵm cô gái nhỏ lên. Gia Hân quá bất ngờ, hết hồn liền câu cổ anh. Chỉ kiên ẵm cô đi xa phòng khách rồi ngồi xuống và để Gia Hân ngồi trên đùi mình. Cô ngại ngùng định bước xuống thì bị anh ôm lại, nói: "Anh xin lỗi, tất cả những gì con bé thử nói đều là thật. Nhưng mà em đừng giận anh có được không?" Gia Hân như không dám tin vào sự thật. Tại sao anh lại giấu cô làm những điều đó? Tại sao phải tìm cách để cho cô ở cùng anh? Cô hỏi. Tại sao anh lại bày ra những chuyện này? Vòng tay đang ôm lấy vòng eo của cô siết nhẹ. Chi Kiên cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi nói: "Ban đầu là anh muốn em về đây ở để an toàn. Con gái một thân một mình rất nguy hiểm. Sau đó vì muốn em chuyên tâm vào việc học nên mới có vụ làm việc ở nhà. Cuối cùng thì anh nhận ra anh thích em nên mới bảo con bé Thư rời đi." Nghe những lời anh nói mà Gia Hân vô cùng cảm động. Không ngờ ở xứ lạ quê người lại có một người thật lòng lo lắng cho cô. Quay qua ông cổ Trí Kiên, cô nói: "Em cảm ơn anh." Đang trong lúc tâm trạng thì Trí Kiên nói: "Muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp đi." "Hả?" Trí Kiên nói lời mờ ám vào vành tay mẫn cảm của cô. "Chính thức làm cô gái của anh đi, để anh được chọn đời bảo vệ em, được không?" Khi Trí Kiên nói xong, Gia Hân ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cô nói: "Anh đừng có thổi cơ." Trí Kiên càng ôm chặt cô hơn, hôn lên má cô một cái. Anh nói: "Không hề, anh nói thật lòng mà. Em còn trẻ, em muốn bao lâu cũng được. Nhưng anh già rồi, em có thể thương tình cho anh được không?" Gia Hân cố gắng thoát khỏi anh nhưng không được, càng ngày càng bị anh ôm chặt hơn. Trí Kiên lưu manh nói: "Bây giờ em muốn hay không cũng phải làm bạn gái của anh, bởi vì em còn nợ anh một lời hứa." "Không bao giờ, anh đừng có ép người quá đáng, em không có hứa gì với anh hết." "Anh không hề ép người quá đáng nha, anh có chứng cứ cho em đây." Trí Kiên móc điện thoại ra và tìm trong phần ghi âm, mở lên một đoạn cho cô nghe. "Tôi là Dương Gia Hân, hứa với thầy Phạm Đình Trí Kiên một lời hứa. Hôm nay thầy giúp tôi nói dối là bạn trai của tôi, thì sau này thầy muốn gì tôi cũng sẽ làm theo." Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô thật lâu, đến khi buông ra anh nói: "Thế nào, em hứa rồi bây giờ muốn chối? Không phải em đã hứa là sau này anh muốn gì cũng được sao? Bây giờ anh muốn em." Vừa nói xong anh liền nghiêng người để Gia Hân nằm xuống sofa, còn anh nằm ở trên nhìn cô nói: "Được không bé cưng, anh già rồi không còn trẻ như em, chấp nhận anh đi, cho anh có được một danh phận chính thức bên em có được không?" Gia Hân cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, thêm một phần chân cô đang bị thương, có chạy cũng không kịp. Cô nói: "Không, không phải anh nói là sẽ cho em thời gian suy nghĩ sao?" "Thì hôm qua đến giờ em suy nghĩ hết một đêm rồi còn gì." "Anh..." Và không đợi Gia Hân nói nhiều nữa, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, từ từ ngậm lấy cánh môi cô. Ban đầu cô cũng chống cự lại anh, nhưng rồi từ từ Gia Hân bị anh dẫn dụ mà không phản kháng nữa, cô tự nhiên câu cổ anh gần mình hơn. Trí Kiên mỉm cười kéo cô dậy để Gia Hân đeo trên người mình, tay của anh bỡ người cô và ôm cô tiến tới phòng ngủ. Gia Hân giật mình không chịu, cô muốn tuột xuống nói với anh: "Anh buông em ra đi, em đang bị thương mà." "Không sao, hoạt động của chúng ta không cần dùng chân." "Không được, em vẫn chưa đồng ý với anh mà." Trí Kiên miệng cười gian xào nói với cô: "Em từ từ đồng ý cũng không sao, bởi vì trước sau gì em cũng là vợ của anh thôi. Ba mẹ của chúng ta đã biết chúng ta sống chung và chấp nhận rồi, thì khi nào em đồng ý cũng được, không sao hết." "Anh thật vô lý." Gia Hân còn chưa nói hết câu thì lưng đã nằm trên giường ngủ của Trí Kiên rồi, miệng đã bị anh chiếm lấy. Đến khi cô thở không được, đánh nhẹ lên vai anh thì Trí Kiên mới bỏ ra. Anh nói: "Bé cưng, anh nhịn lâu lắm rồi, hôm nay có thể chiều anh được không?" "Nhưng mà chúng ta..." "Chúng ta không có gì phải sợ cả.
Em và anh đều không có ràng buộc nào hết. Ba mẹ hai bên cũng muốn kết thông gia. Hiện tại anh cũng không còn là thầy giáo của em nữa. Mọi chuyện rất thuận lợi. Bé yêu, đừng từ chối nữa. Cúi xuống, hôn lên môi cô một cái, rồi anh di chuyển qua vành tai mẫn cảm của cô, nói: anh không muốn kiềm chế nữa, cho anh nhé, được không em? Ai lại đi hỏi chuyện này công khai như vậy chứ? Gia Hân xả bộ chuyển sang chuyện khác, nói: hôm nay ngày nghỉ, không phải anh muốn đưa em đi chơi à? Chị Kiên tiếp tục hôn lên tai cô và gắn nhẹ lên vành tai của Gia Hân, nói: ở nhà chơi với anh vui hơn, em đừng né tránh nữa, cho anh nhà. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, chỉ im lặng thôi. Anh bắt đầu hôn xuống cổ của cô, nói: em không trả lời, vậy có nghĩa là đồng ý, anh tiếp tục nhà. Và rồi không cần đợi nữa, Chí Kiên vừa hôn vừa cởi bỏ từ từ quần áo trên người Gia Hân ra. Khi mắt anh nhìn thấy nơi đẫy đà của cô, liền lên tiếng nói: nơi này của em thật là đáng yêu. Gia Hân như nhớ ra điều gì đó, nói với anh: em để anh làm chuyện đó với em có phải là quá dễ dãi không? Rồi sau này anh có khinh thường em không? Rồi sẽ bỏ rơi em. Nghe cô nói như vậy, Chí Kiên vuốt ve khuôn mặt của cô, nói: em ngốc, anh yêu con người của em, anh thích sự nghịch ngợm của em đối với anh, và anh chỉ muốn làm điều này với người con gái anh yêu mà thôi. Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thầm tình, Chí Kiên nói tiếp: vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều, anh muốn em là vì anh yêu em, và anh chắc chắn với em, mỗi ngày anh đều trân trọng em, yêu thương em, và mãi mãi về sau cũng vậy, em sẽ là vợ của Chí Kiên này, không thể là ai khác ngoài em. Vậy nên em đừng lo lắng nữa, có được không? Nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh, Gia Hân cũng cảm động vô cùng, nhưng mà cô thật lòng tin tưởng người đàn ông này đã hai lần cứu cô. Kéo anh xuống, Gia Hân chủ động hôn lên môi anh. Chí Kiên vô cùng bất ngờ với hành động này của cô. Anh mở thật to mắt, hỏi cô: Em nguyện ý cho anh và tin tưởng anh lần này. Em hy vọng anh sẽ không làm cho lòng tin của em bị đánh đổi bằng một điều tồi tệ. Chí Kiên cúi xuống, hôn lên môi cô, nói: anh hứa, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi, bé cưng. Sau lời nói đó, Chí Kiên cúi xuống, hôn lên trán cô một cách trân trọng, rồi từ từ đi xuống đôi mắt to tròn của cô, cho mũi nhỏ xinh, và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào mà anh đã muốn hôn từ rất lâu rồi, đến hai hôm nay mới có thể công khai mà ăn nó. Anh hôn từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô, tay của Chí Kiên cũng không yên phận, bắt đầu đi khắp nơi khám phá cơ thể. Bé cưng, ngoan, để anh xem nào. Nhưng mà em rất ngại. Chí Kiên nhẹ hôn lên môi cô và nói: đừng ngại, rồi từ từ em cũng quen. Ngoan, nghe lời anh. Gia Hân nhẹ gật đầu và nương theo tay anh mà mở ra. Đúng là bé cưng của anh rất đẹp, rất đáng yêu mà. Anh đừng nói nữa mà. Cô ngại ngùng, đỏ hết cả mặt, vội lấy tay che mặt lại để bớt ngại ngùng. Anh nói: được, anh sẽ không nói mà sẽ yêu em. Dứt câu, anh liền cúi xuống, mạnh mẽ yêu cô. Chẳng biết qua bao lâu sau, khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã sắp tối rồi, còn ông chú xa bên cạnh thì nhìn cô gái nhỏ mỉm cười, cưng chiều nói: bé cưng, ngủ ngon không em? Gia Hân tức giận nói: đồ đáng ghét, anh gạt em, đồ lưu manh. Thôi mà, anh xin lỗi, bởi vì em quá quyến rũ nên anh đã không kiềm chế được. Anh yêu em mà, bé cưng. Không thèm. Chí Kiên kéo Gia Hân ôm vào lòng, anh cưng chiều nói: bé cưng, đừng dội nữa, anh xin lỗi, bởi vì em quá quyến rũ nên anh mới không kiềm chế được. Em đừng giận nữa, anh thương có được không? Gia Hân vẫn chưa muốn nhìn mặt anh, cô nói: anh là người xấu xa, nói dối em, rồi dụ dỗ em, nhưng mà cuối cùng lại không tha cho em không tin anh nữa. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nói: nếu em đã không tha thứ cho anh, vậy thì sẵn em đang giận, anh làm thêm một lần nữa, rồi chúng ta huề nhau nhé. Gia Hân hết hồn, né xa và hét lên: không, em không muốn.
sau đó, mà không có sau đó nữa, bởi vì cô gái nhỏ một lần nữa bị Chí Kiên kéo xuống ăn đến xương cũng không còn. Đến khi cô gái nhỏ tỉnh lại lần nữa là đã sang ngày hôm sau rồi. Đúng là sai lầm của cô khi tin tưởng anh mà. Sau hôm đó, anh đã cho người đem tất cả đồ đạc của cô qua phòng của anh. Cứ giúp việc cũng không cần lén lút đi làm nữa. Mỗi ngày cô đều làm hết công việc nhà, chỉ có bữa ăn là để cho Gia Hân làm. Bởi vì Chí Kiên đã quen với thức ăn của Gia Hân nấu rồi, cô muốn đi làm lại nhưng anh tuyệt đối không cho. Anh chỉ muốn cô tập trung 100% vào việc học. Chí Kiên đưa cho Gia Hân một cái thẻ ngân hàng, tiền có thể rút thoải mái, bao nhiêu cũng được. Vậy là cô không cần làm gì hết, chỉ việc học và học thôi. À quên, mỗi tối còn phải để cho anh ăn no trước khi đi ngủ nữa. Ban đầu Gia Hân không thích như vậy, anh làm như thế cô giống như được bao nuôi vậy. Nhưng mà anh nói, em trước sau gì cũng là vợ của anh, mà vợ sai tiền của chồng, ai dám nói đây. Chí Kiên thuyết phục đủ thứ, cuối cùng cô mới chấp nhận. Và hai người cũng đã có dự định chính thức ra mắt gia đình rồi. Còn đứa em trai báo đời Phạm Thế Hào của anh cũng đã bị Chí Kiên trừng phạt, đó là thu hồi tất cả vợ của Thế Hào. Anh ấy ngoài cô bạn gái béo bỏng đang mang thai kia thì những chiếc siêu xe của anh chính là vợ không thể thiếu của Thế Hào. Nhưng vì sai lầm của anh đã khiến cho chị dâu nhỏ hiểu lầm mà Chí Kiên đã tịch thu hết đám vợ của anh. Thế Hào khóc không ra nước mắt. Hôm nay là cuối tuần, Gia Hân chuẩn bị quà và ăn mặc chỉnh chu để về Phạm gia. Chí Kiên dẫn cô về nhà, Gia Hân chính thức ra mắt gia đình anh. Cô mặc một chiếc váy màu kem dài, ở cổ có một cái nơ đơn giản, tinh tế. Ngồi ở trên xe, cô vô cùng hồi hộp hỏi anh. Anh ơi, chúng ta ra mắt gia đình anh, như vậy có phải sớm quá không? Còn sớm gì nữa, em và anh quen nhau được 6 tháng rồi. Em sắp tới, chuẩn bị về nước, ăn Tết với ba mẹ rồi. Dịp này, em về nhà anh ra mắt. Tết, anh theo em về nhà ra mắt ba mẹ em. Không phải trước đây anh đã về ra mắt gia đình của em rồi sao? Bây giờ còn ra mắt gì nữa? Chí Kiên vừa lái xe vừa vươn tay ra nắm tay cô, nói. Trước đây là đóng kịch, bây giờ là thật, phải khác nhau chứ, bé cưng. Em đừng lo lắng quá, người nhà anh rất tốt và ai cũng thích em cả. Nghe anh nói như vậy, cô có phần yên tâm, nhưng cảm giác rất hồi hộp, thật sự rất khó tả. Anh lái xe khoảng 30 phút thì đến một khu nhà cao cấp, bởi vì cổng ra vào khu biệt thự có bảo vệ cảnh gác 24/24. Vào khu biệt thự, nhìn các cổng sau và các tòa biệt thự, Gia Hân đã choáng váng rồi, nhưng mà Chí Kiên chạy vào nơi xấu nhất. Cũng là nơi có cánh cổng lớn nhất, thì Gia Hân nhìn thấy đã hết hồn khi cánh cổng mở ra, bên trong càng làm cho cô choáng ngợp hơn. Bởi vì sự hoành tráng của nó là lớn nhất từ nãy đến giờ, Gia Hân nhìn thấy, cô quay qua hỏi Chí Kiên. Đây có thật sự là nhà của anh không? Ừ, em sao vậy? Gia Hân từ trước đến giờ biết Chí Kiên là một bác sĩ giỏi, là phó giám đốc bệnh viện, là một giảng viên nghiêm khắc. Nhưng cô không hề biết gia đình của anh giàu đến vậy. Nếu so ra thì nhà của cô như một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Khi bước xuống xe, Gia Hân còn áp lực hơn khi mà trước mắt cô không phải là biệt thự nữa, mà nó thật sự là một cái lâu đài, bởi vì nó quá lớn rồi. Gia Hân quay qua nhìn Chí Kiên, nói. Anh ơi, hay là hôm khác chúng ta về ra mắt gia đình anh có được không? Em mệt quá, không thở được, chắc em bị bệnh rồi. Hôm khác chúng ta lại đến nhé. Chí Kiên mỉm cười, anh đi đến nắm tay cô, nói. Em cứ vào trong đi, ngoại trừ mẹ anh già, thì tất cả thành viên trong gia đình anh đều là bác sĩ. Mọi người sẽ khám bệnh cho em. Cô đã đang áp lực rồi, nghe anh nói, Gia Hân càng áp lực hơn. Liệu bây giờ cô chia tay anh và trở về nhà có kịp không? Khi bước vào trong nhà, Gia Hân nhìn thấy giữa bộ sofa có mẹ của Chí Kiên và một người đàn ông trung niên, chắc là ba của anh.
Cô biết mặt mẹ anh bởi vì lần đó bị mẹ của anh và mẹ Dương đến bất ngờ và bị bắt tại trận hai người sống chung với nhau. Nhưng mà người đàn ông ngồi bên cạnh mẹ của anh, cô nhìn có cảm giác như là gặp ở đâu rồi, nhưng thật sự cô không nhớ nổi. Bên trái hai vị phụ huynh là đôi nam nữ đang ngồi, cô gái xinh đẹp ấy còn đang bế một đứa nhỏ. Đối diện hai người đó, đương nhiên là cô bạn thân của cô, anh Thư. Cô ấy còn đang nhìn xa hơn, cười tươi rói. Thấy cô gái nhỏ còn đang lo lắng, Chí Kiên ôm eo cô, nói: "Mọi người đều biết em cả rồi, nên đừng lo lắng quá. Theo anh vào trong, thưa chuyện với ba mẹ đi." "Dạ." Cô gái nhỏ gật đầu với anh. Hai người yêu nhau và cô chấp nhận ra mắt gia đình anh thì sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Bây giờ ráng mạnh mẽ lên nào. Khi bước vào trong, Gia Hân lễ phép cúi đầu chào ba mẹ anh và quay sang gật đầu với những người em của Chí Kiên. Mẹ Phạm thấy cô gái nhỏ lo lắng như vậy, bà đứng lên đi đến bên cạnh cô, nói: "Con đừng có sợ, mọi người đều đã biết con hết rồi, cứ thoải mái lên, con gái." "Dạ thưa bác gái." Mẹ Phạm vui vẻ nắm tay cô đi đến bên chiếc ghế bên phải của bà, ngồi xuống. Khi mọi người đã yên vị rồi, Chí Kiên mới nói: "Như mong chờ của mọi người, hôm nay con đã đem vợ con về ra mắt gia đình của chúng ta rồi đó." Chí Kiên tự nhiên bao nhiêu thì Gia Hân ngại ngùng bấy nhiêu. Hai người có cưới hỏi bao giờ đâu mà vợ với trả chồng. Bà Phạm lúc này lên tiếng trách Chí Kiên: "Còn đó, làm anh hai trong nhà mà để thua em út rồi, đến hôm nay mới chịu dẫn con dâu của ta về." Gia Hân nhìn ba Phạm cúi đầu chào ông lần nữa. Bà Phạm rất ưng ý, mỉm cười hiền hậu và nói: "Gia Hân, ba mẹ của con vẫn khỏe chứ?" "Dạ, con cảm ơn bác trai, họ vẫn khỏe ạ." "Ừ." Phạm Thế Hào lúc này chào hỏi Gia Hân và nói: "Chị dâu nhỏ, em không ngờ gu của anh hai em lại mặn như vậy. Nhưng mà có chị quản anh ấy thì chúng em đây bớt khổ rồi. Rất vui được gặp chị hôm nay." Gia Hân nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với mình, nhìn anh cũng đẹp trai, không thua gì Chí Kiên, và nhìn có vẻ chững chạc hơn cô nhiều. Cô nói: "Rất vui được gặp cậu." Cô gái ngồi bên cạnh Thế Hầu cũng cúi đầu chào cô một cái, nói: "Em chào chị dâu, em là vợ sắp cưới của anh Thế Hầu, tên là Đặng Quỳnh Như, rất vui được gặp chị ạ." "Dạ, rất vui được gặp ạ." Gia Hân hơi ngượng miệng, không biết nên xưng hô như thế nào, bởi vì rõ ràng hai người ngồi đối diện, nhìn vào chắc chắn là biết họ lớn tuổi hơn cô rồi. Cuối cùng là cô bạn thân của Gia Hân lên tiếng: "Chào chị dâu, tớ đã nói rồi, cậu coi chừng bị ông anh hai của tớ dụ dỗ, ai ngờ đâu cậu bị anh ấy dụ dỗ thật." Khi nghe anh Thư nói thì cả nhà đều cười to, bởi vì ai cũng thương và cưng chiều cô em gái này. Còn Chí Kiên thì nhìn sang cô em gái suốt ngày lắm trò của mình, nói: "Em nói gì vậy, có tin anh cắt thẻ của em lần nữa không?" Gia Hân mỉm cười nhìn mọi người, cô không ngờ gia đình của anh lại thân thiện với cô như vậy. Ngồi nói chuyện với nhau một lát, Gia Hân mới biết rõ tất cả mọi người trong nhà anh làm gì. Thì ra Chí Kiên không gạt cô, tất cả mọi người đều là bác sĩ. Ba của anh chính là giám đốc bệnh viện và là chủ tịch của tập đoàn Medipom. Ông là một vị bác sĩ giỏi, những ca nguy cấp nếu được ông chữa trị đều sẽ khỏi hết. Còn mẹ Phạm không phải là bác sĩ, nhưng bà có một cửa hàng thời trang, bởi vì trước khi lấy chồng, mẹ Phạm là một nhà thiết kế mà. Còn em trai của anh, Phạm Thế Hầu, 28 tuổi, là tổng giám đốc của chi nhánh Medipom ở trong nước và là trưởng khoa cấp cứu bệnh viện trung ương. Cô gái xinh đẹp đang ẵm em bé là Đặng Quỳnh Như, cũng là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện trung ương, cùng bệnh viện với Thế Hầu, tuy đã 25 tuổi và sinh một em bé rồi mà cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Còn anh Thư không cần giới thiệu, ai cũng biết là bạn học của Gia Hân, và nhờ cô ấy cô mới ở trong nhà của Chí Kiên. Và y như lời Chí Kiên nói, hình như mọi người ai cũng biết cô rồi, nên ai cũng vui vẻ thoải mái với Gia Hân,
cho cô cảm giác thoải mái, không sợ nữa. Chị Kiên ở bên cạnh ngang nhiên ôm cô ở trước mặt mọi người mà không hề ngại bất cứ gì hết. Còn cô gái nhỏ chỉ cúi đầu ngại ngùng, ai hỏi thì trả lời, không thì thôi. Gùi nói chuyện một lát thì ba Phạm hỏi cô, con có nhớ ta không? Bất ngờ được hỏi như vậy, Gia Hân không kịp hiểu vấn đề, cô hỏi lại. Dạ, con và bác trai đã từng gặp nhau rồi sao ạ? Bà Phạm mỉm cười, nói. Hơn một năm trước, vào một buổi chiều ở công viên, con nhìn thấy một người đàn ông trên người toàn máu và trên tay cũng có vết thương. Sau đó, con đã chạy đi mua dụng cụ y tế đến để băng vết thương cho người đàn ông đó. Con nhớ không? Lúc này, Gia Hân như nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng ba Phạm, hỏi. Ra hôm đó, người đàn ông đó là bác à? Bà Phạm vui vẻ và rất ưng ý với cô con dâu có tính tình tốt bụng này, ông nói. Ừ, chính là ta. Lúc này, nghe hai người, một là ba chồng tương lai, một là con dâu tương lai, nói chuyện mà mọi người không hiểu gì hết. Mẹ Phạm mới hỏi bà Phạm. Chuyện là thế nào vậy ông? Bà Phạm, cho dù con cái đã lớn, cháu nội cũng có luôn rồi, nhưng mà vẫn rất yêu thương mẹ Phạm, ông nói. Hôm đó, anh đang đi về, thấy ở công viên có bán hoa hồng vàng mà em thích, nên đã dừng lại để mua. Ai xe vừa xuống xe, thì ở gần đó xảy ra tai nạn giao thông. Anh đến giúp, không ngờ tay lại bị thương. Nhìn sang cô con dâu tương lai mà ông rất ưng bụng, bà Phạm nói tiếp. Lúc đó, có bé đi ngang, tưởng anh là người bị thương, vì thấy trên người của anh toàn là máu của bệnh nhân, nên đến hỏi thăm và chạy đi mua đồ băng bó cho anh, mặc dù anh và cô bé không hề quen biết. Bà Phạm nhìn sang con trai lớn, nói, đứa con dâu này còn chọn không làm ba thất vọng. Chị Kiên nghe ba mình khen Gia Hân như vậy thì anh mỉm cười, thật sự cô bé này rất tốt bụng, ra ngoài gặp người ta nguy hiểm là đến cứu, đó cũng là điểm đặc biệt của cô mà anh yêu thích. Các em của Chí Kiên lúc này đã hiểu vì sao anh trai khó ưa của mình lại mê cô chị dâu nhỏ này rồi, bởi vì Gia Hân vừa dễ thương, đẹp người, đẹp nét nên được yêu thương là phải rồi. Mọi người ngồi một lát nữa thì vào trong ăn cơm. Trên bàn ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, nên Gia Hân lúc này đã bớt áp lực hơn rồi. Đang ăn thì Chí Kiên nói với ba mẹ Phạm. Ba mẹ, tuần sau Gia Hân cô ấy trở về nước nghỉ Tết, con cũng muốn đến đó ra mắt ba mẹ vợ của con, có được không? Mẹ Phạm đương nhiên vui vẻ đồng ý. Bà nói, hai đứa về bên đó trước đi, ba mẹ sẽ qua sau để gặp mặt anh chị rồi. Gia Hân kiểu, ủa, tôi mới về ra mắt gia đình thôi, sao giờ tính đến chuyện hai gia đình gặp nhau luôn rồi? Nghĩ như vậy nhưng cô không dám nói. Chí Kiên như hiểu được cô đang nghĩ gì nên thay mặt cô hỏi mẹ Phạm. Mẹ, có nhanh quá không vậy? Không nhanh, con xem cháu trai của con cũng đã ra đời rồi, con phải cưới sớm để Thế Hào con kết hôn nữa chứ. Vậy là hiểu vấn đề luôn, coi bộ mẹ của anh còn gấp hơn anh nữa. Tối hôm đó về, trong lúc Gia Hân đang ngồi thoa kem dưỡng da, Chí Kiên vừa tắm rửa xong đi đến ôm cô nói, bé cưng, lần này về anh xin ba mẹ cưới em nhé. Cô hơi bất ngờ quay lại nhìn anh hỏi, không phải anh nói đợi em học xong mới cưới sao? Thì em thấy đó, em trai của anh cũng đã có con rồi, không thể để em dâu không có danh phận mãi được, vậy nên chúng ta cưới nhé. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Chí Kiên cúi xuống hôn lên môi cô, nói, vậy bây giờ em chuẩn bị từ từ đi. Nhưng mà em... Bác sĩ bảo cưới, em dám nói không? Anh... Gia Hân còn chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh rút ra thì hai người đã di chuyển đến giường ngủ rồi. Cô đã biết ý định của anh là gì rồi, cô nói, em không muốn. Chí Kiên đẩy cô ngã xuống giường và chính anh đè lên người cô, nói, em không muốn nhưng anh muốn. Bé cưng, hôm nay em chịu khó ngủ trễ một chút nha.
Không được. Mà kệ cô phản đối hay không, anh vẫn làm việc mình cần phải làm. Không bao lâu thì tất cả mọi thứ trên người hai người đã bay hết xuống đất. Và rồi cuối cùng cô gái nhỏ cũng bị anh chàng dụ dỗ đến gần sáng mới kết thúc và cho cô ngủ. Ngày sau Hân trở về nước thăm gia đình, dự định ban đầu của cô là về một mình. Không ngờ chị Kiên nhất quyết đòi đi theo, thế nên hai người cùng trở về nước. Bà mẹ của Gia Hân cũng không biết là Chí Kiên về cùng con gái, thế nên nhìn thấy anh và con gái yêu trở về, họ rất bất ngờ. Lần này Chí Kiên về gặp ba mẹ của Gia Hân, quà anh đem theo còn nhiều gấp đôi lần trước. Ở trong phòng khách, anh đang ngồi nói chuyện với bà Dương và Minh Khang. Gia Hân thì xuống bếp nấu ăn cùng với mẹ Dương, mẹ của cô hỏi: "Dạo này ở bên đó quen rồi phải không? Mẹ thấy dạo này con trắng trẻo và xinh hơn lần trở về trước." Cô nhìn lại mình rồi nói: "Dạ không có đâu, con vẫn y như vậy mà." Mẹ Dương mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Mẹ nhìn thấy ánh mắt của Trí Kiên nhìn con bây giờ khác hơn trước kia rất nhiều." "Khác thế nào hả mẹ?" "Lúc trước mẹ thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt của nó thôi. Nhưng bây giờ khi Trí Kiên nhìn con, mẹ còn thấy được sự cưng chiều của nó dành cho con nữa." Gia Hân mỉm cười ngọt ngào khi nghe mẹ mình nói về Trí Kiên như vậy. Cô đưa mắt nhìn ra phòng khách thì chạm phải ánh mắt si tình của anh. Cô ngại ngùng quay lại làm việc với mẹ, giống như chưa nhìn thấy gì cả. Bà Dương ngồi nói chuyện với Trí Kiên khi nhìn thấy anh không tập trung. Ông nhìn theo hướng mà anh đang nhìn thì thấy con gái cưng của mình. Bà Dương lên tiếng chiều ghẹo: "Minh Khang, xem ra chúng ta sắp phải gả em gái của con đi rồi." Mặc dù bà Dương không nhắc đến tên mình, nhưng trong lời nói của ông, Chí Kiên nghe ra được sự chiêu ghẹo. Anh mỉm cười nói với bà Dương: "Chỉ cần bác trai đồng ý, con lập tức đem sinh lễ đến cưới Gia Hân liền ạ." Bà Dương rất bất ngờ với câu nói của anh. Ông nhìn Chí Kiên chăm chú. Lúc này Gia Hân cũng vừa nấu ăn xong đi xa. Chí Kiên đứng dậy nắm tay cô đi đến ngồi bên cạnh mình. Mẹ Dương cũng đã ngồi xuống bên cạnh bà Dương. Anh nhìn hai người nói: "Dạ, thật ra hôm nay con về gặp Hải bác, trước là thăm gia đình ta, sau là con muốn thưa chuyện với Hải bác. Vài hôm nữa bà mẹ của con cũng đưa anh về, gia đình con muốn mời gia đình ta một bữa cơm để bàn chuyện của hai đứa con ạ." Cả ba mẹ Dương và anh trai của cô đều bất ngờ. Bà đầu mọi người chỉ định nói chơi để chiêu gẹo hai đứa, không ngờ ý định của anh là thật. Bà mẹ Dương cũng không khó khăn gì, thêm một phần Chí Kiên rất lễ phép và nghiêm túc. Con gái họ ưng thì hai người cũng chịu thôi. Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt của hai gia đình ở trong nhà hàng nổi tiếng của thành phố, trên tầng cao và trong phòng VIP của nhà hàng. Bà mẹ Phạm đã có mặt từ sớm và ba mẹ Dương cùng hai đứa con cũng đã tới. Họ theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà lên phòng ăn. Hôm nay Gia Hân mặc một bộ đầm màu kem thật nghiêm túc để đến gặp mặt gia đình hai bên. Khi Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, anh liền bước đến cúi chào ba mẹ Dương, sau đó nắm tay cô đi đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh mình. Người lớn hai bên gia đình tay bắt mặt mừng với nhau. Lúc này Minh Khang nhìn thấy Thế Hào, anh liền cúi chào và nói: "Chào tổng giám đốc, hôm nay không ngờ gặp anh ở đây." Phạm Thế Hào mỉm cười chào lại Minh Khang và nói: "Làm việc với anh đã lâu, không ngờ bây giờ chúng ta sắp là người một nhà rồi." Mọi người không hiểu lắm, bà Dương hỏi Minh Khang: "Con quen với cậu đây à?" "Dạ, thật ra con là trợ lý của giám đốc được gần một năm nay rồi ạ. Không ngờ thì ra cậu ấy là người nhà của Chí Kiên." Bà Phạm vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, sau này chúng ta thân càng thêm thân." Mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau, gia đình hai bên cũng giới thiệu các thành viên cho nhau. Sau đó ba Phạm nói với bà Dương: "Thật ra chúng tôi hôm nay đến đây là muốn xin phép anh chị đồng ý với hôn sự của hai đứa.
không biết anh chị tính thế nào. Bà Dương mỉm cười trả lời. Cưới hỏi là phong tục quan trọng, chủ yếu hai đứa nhỏ yêu thương nhau thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Như vậy thì quá tốt rồi. Hai người bố cười vui vẻ với nhau. Mẹ Phạm lên tiếng. Vậy nếu như anh chị đồng ý thì có thể cho phép hai đứa đăng ký kết hôn ở đây trước được không? Sau khi Gia Hân trở về Anh, chúng tôi sẽ làm thủ tục bảo lãnh con bé định cư ở Anh luôn. Còn phần hôn lễ thì đợi đến mùa hè năm nay Gia Hân được nghỉ hè, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được không ạ? Bà mẹ của Gia Hân nghe thấy mẹ Phạm nói như vậy cũng hợp lý. Mẹ Dương nói. Như vậy cũng được ạ, nhưng quan trọng là tụi nhỏ có đồng ý hay không thôi. Lúc này mọi người lại chuyển ánh nhìn sang hai người. Gia Hân chưa kịp lên tiếng, Chí Kiên đã nói. Chỉ cần được đăng ký kết hôn, Gia Hân chính thức làm vợ của con, thì chuyện tổ chức hôn lễ khi nào cũng được ạ. Mọi người trong bàn ngoài Gia Hân ra ai cũng cười lớn với câu nói của Chí Kiên hết. Và y như lời gia đình hai bên đã bàn bạc với nhau, ngày hôm sau Chí Kiên đã đến nhà Gia Hân từ sớm và gặp ba mẹ Dương. Anh vô cùng lễ phép nói: Thưa ba mẹ, hôm nay con đến xin phép ba mẹ cho con được dẫn Gia Hân đi đăng ký kết hôn ạ. Ba mẹ Dương cũng bó tay với anh luôn rồi. Hai ông bà không ngờ anh còn gấp hơn cả hai người. Gia Hân từ trên lầu đi xuống gặp anh liền hỏi: Anh hôm nay đến sớm vậy? Chí Kiên nhìn cô mỉm cười nói: Anh đến đưa em đi đăng ký kết hôn. Khi vừa nghe anh nói xong, cô hỏi lại: Có gấp quá không vậy? Không gấp một chút nào cả. Ba mẹ Dương cũng bó tay với anh luôn rồi. Chỉ có một mình anh là không thấy gấp thôi. Chứ người ngoài mà nghe thấy còn tưởng đâu anh đang cưới để chạy bầu không đó. Cuối cùng ba Dương cũng đành đưa ra một số giấy tờ cần thiết để cho anh đưa con gái cưng của ông đi đăng ký kết hôn. Nhưng điều mà ba Dương không thể ngờ tới nữa là Chí Kiên vừa cầm giấy tờ xong liền nói: Ba mẹ, sau khi chúng con đăng ký kết hôn xong thì con xin phép ba mẹ cho dân về biệt thự của Phạm Gia ở với con ạ. Ba mẹ Dương trố mắt nhìn anh, không hiểu sao cái đứa con rể này lại gấp như vậy, cái gì cũng nhanh đến mức làm ông bà không đỡ kịp. Gia Hân liền biết anh muốn làm gì, cô không đồng ý, nói: Không được, em về nhà thăm ba mẹ mà chưa ở nhà được mấy ngày, anh đã muốn em đi rồi sao? Nghe cô nói như vậy, Chí Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói: Vậy ba mẹ, chúng con kết hôn rồi, đã là vợ chồng với nhau rồi. Vậy nếu cô ấy không muốn đến biệt thự của Phạm Sao ở, thì con xin phép đến đây ở mấy hôm được không ạ? Ba mẹ Dương thật sự cũng bó tay với anh luôn rồi, nhưng chưa đợi hai người lớn lên tiếng, Gia Hân cố ý nói: Nhưng nhà em nhỏ, anh ở nhà lớn quen rồi, về đây ở sẽ không được đâu. Anh biết Gia Hân đang tìm lý do để không ở cùng anh, Chí Kiên liền nói: Không sao, vậy anh sẽ mua một căn biệt thự mới cho ba mẹ về ở, thoải mái hơn ở đây luôn. Bà mẹ Dương thật sự chóng mặt với chàng rể mới này quá rồi. Hai ông bà còn chưa kịp lên tiếng thì Chí Kiên đã móc điện thoại ra gọi cho ai đó, bên kia vừa bắt máy, anh nói: Mua cho tôi một cái biệt thự và cho người đến nhà vợ tôi, rước ba mẹ vợ của tôi đi xem nhà. Hai người họ thích căn nào thì mua căn đó. Anh nói thêm vài câu liền cúp máy. Cả ba người nhà họ Dương đều không kịp phản ứng với anh. Bà Dương liền nói: Thôi không cần, còn bé Hân nói như vậy thôi, chứ nhà chúng ta cũng đủ rộng để ở rồi. Dạ không có sao đâu ạ. Thật ra con cũng đã định mua một cái biệt thự cho ba mẹ ở khi chúng con kết hôn, nhưng sẵn dịp này mọi người qua đó ở luôn đi ạ, không cần đợi đến khi con kết hôn đâu. Bà Dương nói: Không cần phải tốn kém như vậy, nhà như thế này chúng ta ở được rồi. Không sao đâu ạ, ba mẹ nhận cho con vui. Với lại tương lai anh hai còn cưới vợ nữa, rồi con cái của chúng con sau này về ở, nhà rộng bọn trẻ chơi sẽ thoải mái hơn. Thật sự bà mẹ Dương cũng không biết Chí Kiên có phải làm lộn nghề rồi không, chứ bác sĩ gì mà cái gì hai người nói anh cũng có thể nói lại được hết.
Chỉ cần thuyết phục một hồi, cuối cùng ba mẹ Dương cũng đồng ý làm theo ý anh. Hai người sẽ đi lựa biệt thự mới, còn hai người trẻ thì đi đăng ký kết hôn. Ở trên xe đi đăng ký kết hôn, Gia Hân nói. Tại sao từ trước đến giờ em không hề biết anh lại tính toán hay như thế vậy? Sao anh không bàn trước với em? Ba mẹ của anh có nói gì về chuyện này không? Chỉ Kiên mỉm cười nắm tay cô nói. Em đừng lo, anh đã nói với ba mẹ tối qua rồi. Và ba mẹ của anh rất đồng tình với việc anh làm. Thế là Gia Hân cũng không cãi gì được nữa, chỉ im lặng theo anh đi đăng ký kết hôn. Sau tự nhiên cô thấy hình như cô đang bị lừa vậy ta. Bây giờ Gia Hân đổi ý không kết hôn còn kịp không ta? Và cuối cùng trong ngày hôm đó, cả nhà Gia Hân dọn qua biệt thự mới để ở. Và từ hôm đó cho đến hôm hai người trở về anh luôn, Gia Hân và Trí Kiên ở lại biệt thự mới với ba mẹ Dương cùng anh hai cô. Khi hai người trở về anh, Trí Kiên lập tức làm tất cả mọi thủ tục giấy tờ để cho Gia Hân làm vợ hợp pháp của anh ở Vương quốc Anh. Hai người cũng trở về biệt thự chính của Phạm Gia để sống với ba mẹ Phạm. Bây giờ Gia Hân xem như là vợ của anh rồi. Người nhà Phạm Gia ai cũng thật lòng thích cô, bởi vì Gia Hân rất ngoan. Bây giờ Trí Kiên không trở lại trường đại học dạy nữa, bởi vì công việc của anh ở bệnh viện rất bận. Nhưng với cô vợ nhỏ thì khác. Hôm nào anh đi làm về, thấy cô ngồi ở bàn học, anh cũng đến xem cô học thế nào, rồi có khi lại biến thành giáo viên ngồi giảng bài cho cô luôn. Nói về cưng chiều thì Trí Kiên thật sự rất chiều và cưng Gia Hân. Chỉ cần cô thích gì, muốn gì, anh đều làm cho cô. Nhưng khi vào học rồi thì anh rất nghiêm khắc. Trong lúc anh ngồi giảng bài, chỉ cần ai nhắn tin hay gọi điện, cô bắt đầu mất tập trung, thì đợi đó xem anh sẽ phạt cô như thế nào. Có chồng đẹp trai là bác sĩ giỏi kiêm luôn giáo sư của cô thì Gia Hân thật sự áp lực không ít. Nhưng nhờ như vậy mà chương trình học đối với cô không còn khó khăn nữa, bởi vì có ông chồng giúp đỡ rồi. Buổi tối, trong phòng ngủ, Gian đang ngồi học bài thì Trí Kiên về đến. Hôm nay anh về hơi trễ, chắc là trong bệnh viện có ca bệnh nguy hiểm. Gian đi đến, cầm áo khoác của anh treo lên giá, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh, cô hỏi: "Anh đã ăn tối chưa?" Trí Kiên vươn tay ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, gật đầu với cô chứ không trả lời. Cô nghĩ chắc anh mệt nên nói: "Anh mệt thì nghỉ ngơi một chút đi rồi đi tắm." Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Anh ăn tối rồi nhưng mà chưa ăn em, với lại anh muốn tắm với em." Gia Hân ngại ngùng, cô biết thế nào anh cũng như thế. Cô nói: "Không, anh đi tắm đi, em đã tắm rửa rồi, với lại em còn chưa học bài xong." Gương mặt mệt mỏi của Trí Kiên đã bay đi đâu mất rồi và chuyển qua gương mặt lưu manh. Anh nói: "Hôm nay anh đi với bà ký thêm hợp đồng làm ăn chứ không tăng ca ở bệnh viện. Cô uống một chút rượu để bây giờ cần em giúp anh giải rượu." Rồi Gia Hân phát hiện mình bị lừa rồi, liền quay người để chạy. Nhưng tiếc là không kịp, ai kia đã ôm cô lên đi thẳng vào phòng để tắm. Vừa bước vào phòng tắm, Trí Kiên đã buông cô ra, khóa trái cửa lại, nói: "Em muốn chạy thì chạy đi." "Anh..." "Trước khi em học bài trên lớp thì em trả bài với anh trước đi. Xíu ra ngoài anh ôn lại bài học của em hôm nay ở trường." "Em không cần, em muốn học bài." Trí Kiên đã cởi hết quần áo và nói: "Muộn rồi cưng." Và rồi trong phòng tắm chỉ còn mỗi tiếng hét của Gia Hân từ từ chuyển thành tiếng kêu nho nhỏ. Đến rất lâu sau, khi cửa phòng tắm mở ra thì cô gái nhỏ đã không còn sức để tiếp tục học bài nữa rồi. Hôm nay cuối tuần, anh Thư rủ Gia Hân qua chung cư mà anh hai sắp xếp cho cô ấy chơi. Hai người mua đồ ăn, nấu ăn, trò chuyện. Bà mẹ Phạm biết hai cô là bạn học nên rất thoải mái với Gia Hân vì cô còn nhỏ mà. Gia Hân đến nơi, đi tham quan khắp nơi trong nhà, mọi thứ rất đẹp. Cô nói với anh Thư: "Cậu là sướng nhất rồi, được anh trai đầu tư cho nguyên một căn chung cư cao cấp như vậy để ở."
sướng nhất là anh Thư của chúng ta rồi. Anh Thư lo sắp xếp đồ ăn vừa mua được và trả lời mà quên mất mình đang nói chuyện với ai. Sướng gì đâu, mình chỉ sai đồ thừa, còn không phải căn chung cư này của anh hai mua cho crush của anh ấy sao, mình chưa hưởng ké thôi. Gia Hân nghe xong cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cô hỏi lại. Là crush của Trí Kiên à? Ừ, thì... Khi trả lời đến đây, anh Thư mới sực nhớ lại Gia Hân bây giờ không còn là bạn thân của cô nữa, mà bây giờ cô ấy đã là chị dâu của cô rồi. Chết rồi, tiêu cô rồi. Lần trước, chỉ vì để Gia Hân hiểu lầm anh hai là gay mà anh ấy đã cắt thẻ của cô đến 6 tháng. Lần này, cô gây họa lớn rồi, anh Thư liền chuyển sang chuyện khác liền. Gia Hân, cậu vào trong phòng giặt đồ, lấy dùng tớ cái tạp dề mà tớ mới giặt mang vào đây. Ở đây tớ có một cái thôi. Nhưng mà Gia Hân không nói tiếng nào, chỉ đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô em chồng quý hóa của mình. Anh Thư thấy có điểm rồi, cô vẫn lờ đi, tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng mà Gia Hân đâu có bỏ qua, cô lên tiếng hỏi. Crush của ai? Nhưng cô bạn của mình vẫn cố tình giả vờ điếc, không trả lời Gia Hân. Quá tức giận, cô nói. Cậu mà không nói là mình không chơi với cậu nữa. Anh Thư sợ quá, bởi vì thật sự cô rất thích người chị dâu này. Cô chạy đến ôm Gia Hân, nói. Cậu tha cho mình đi, cậu xem như chưa từng biết chuyện này có được không? Chứ anh hai mà biết mình nói thì anh ấy sẽ đem mình đi làm vật nghiên cứu thuốc của anh ấy mất. Gia Hân, mình xin cậu đó. Cô im lặng không trả lời, nhưng thật sự cảm thấy rất khó chịu nha. Chiều hôm đó về nhà, Gia Hân cảm thấy vô cùng khó chịu. Thà không biết thì thôi, chiều khi biết rồi mà lại không biết hết, cảm giác rất khó chịu. Đừng thấy cô không thể hiện thì cho là cô không có cảm giác nhé. Cô cũng để ý và rất để ý, chỉ là không nói thôi. Lần trước cô đến bệnh viện của anh để đưa cơm cho anh, cô nhìn thấy mấy cô y tá cố ý mặc áo hở ngực, dù cố ý đứng cả người vào anh, là cô đã vô cùng khó chịu rồi, nhưng không nói. Ai kêu cô có người chồng đẹp trai lại giỏi như vậy làm gì chứ? Gia Hân không thể hiện ra nhiều không có nghĩa là cô không yêu anh. Thật ra nếu như không yêu thì cho dù Trí Kiên có dụ dỗ thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không quan hệ với anh đâu. Cô thích anh, thích cái cách anh quan tâm cô, thích dáng vẻ của anh khi đứng trên bục giảng, thích sự nghiêm túc của anh khi dạy cô học, và dường như bất cứ thứ gì từ anh cô cũng thích. Trước đây cô luôn nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng bây giờ biết được anh tưởng thích một ai đó, buồn chứ, nhưng mà anh, cô biết phải làm sao đây? Liệu cô hỏi anh có nói sự thật cho cô không? Đến chiều khi Trí Kiên về nhà không thấy Gia Hân ra đón anh như mọi ngày, anh hơi thắc mắc không biết lý do vì sao. Khi lên phòng thì thấy Gia Hân đang ngồi học bài. Anh nghĩ chắc do cô bận học nên quên mất giờ anh về, đi đến ôm cô từ phía sau. Anh hỏi, em hôm nay học gì mà chú tâm vậy, chồng về cũng quên ra đón luôn. Gia Hân đứng lên nói với anh, ngày mai em có giờ kiểm tra nên không để ý đến giờ anh về. Để em xuống nhà dọn cơm, chúng ta cùng ăn. Ừ, vậy anh đi tắm, sẽ xuống ngay. Cô chỉ gật đầu với anh, rồi bỏ đi xuống nhà, đến cả hôn anh một cái, cũng không. Thường ngày, đâu phải như vậy. Mọi khi anh về, cô sẽ xuống nhà đón anh. Nếu không, thì anh lên phòng, cũng sẽ đến cởi áo khoác cho anh. Chiều khi xuống nhà dọn cơm, sẽ hôn anh một cái, rồi mới đi. Nhưng sao hôm nay, tất cả thủ tục đều không có. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy à? Suy nghĩ một lúc thì anh cũng đi tắm để tối nói chuyện với cô xem sao. Khi Trí Kiên tắm xong xuống nhà thì đồ ăn đã được Gia Hân hâm lại và dọn sẵn hết rồi. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng của anh ăn cơm. Vì sáng nay ba mẹ của anh đã về nước để gặp người lớn bên gia đình của Quỳnh Như, bàn chuyện đám cưới của cô ấy với Thế Hào rồi. Cả hai anh em Trí Kiên và Thế Hầu đều cưới vợ ở trong nước,
nên hai anh định sẽ cùng tổ chức hôn lễ một lượt luôn. Rồi sau đó, chị Kiên trở về đây tổ chức một lần nữa, mời bác sĩ và khách hàng cùng với nhân viên ở tập đoàn và bệnh viện một lần nữa. Lúc đó, anh sẽ công bố với cả thế giới biết rằng Gia Hân chính là vợ của anh, nhưng mà hôm nay anh thấy vợ anh rất lạ. Sau khi ăn tối xong, Gia Hân cũng không đợi anh cùng lên phòng mà một mình cô lên trước. Chị Kiên cảm thấy có gì đó cấn cấn nên kêu quản gia ra hỏi. Quản gia Trần, hôm nay bà có thấy thiếu phu nhân có gì đó lạ không? Thưa thiếu gia, buổi sáng thiếu phu nhân ở nhà vẫn bình thường, sau đó tiểu thư về dù cô ấy đi chơi, đến chiều cô ấy trở về lại lên phòng luôn, nên tôi cũng không biết cô ấy có vấn đề gì không nữa. Được rồi, bà đi xuống nghỉ ngơi đi. Sau khi bà quản gia rời đi, chị Kiên nói thầm một mình. Hôm nay đi chơi với anh Thư, vậy thì có chuyện gì chứ? Không lẽ cô bé đó lại nói bậy chuyện gì rồi? Nhưng mà mình đâu có gì giấu cô ấy đâu chứ. Suy nghĩ một lát, anh lấy điện thoại ra gọi cho anh Thư. Bên kia vừa bắt máy, anh liền hỏi. Hôm nay chị dâu của em đi chơi với em à? Dạ, có gì không anh? Hôm nay em có nói gì với cô ấy không? Bây giờ có cho vàng, cho xe, anh Thư cũng không dám khai với anh là cô lỡ lời nữa. Cô trả lời tỉnh queo. Không có, em với cậu ấy đi mua đồ ăn, về nhà nấu ăn, rồi xem phim. Sau đó em đưa cậu ấy về nhà chính. Chúng em không có cãi nhau, mọi thứ vẫn tốt mà. Mà ngày mai lớp của em có tiết kiểm tra nào không? Dạ không, ngày mai lớp em được nghỉ buổi sáng mà, chỉ có học quân sự buổi chiều thôi. Thì ra là cô giận anh để nói dối. Nghe em gái nói như vậy, chị Kiên không nghi ngờ gì. Anh nói, được rồi, vậy thôi anh lên phòng với cô ấy xem sao. Dạ. Sau khi tắt máy, anh ngồi suy nghĩ một lúc xem tối qua anh có nói gì đó sai với cô không. Nhưng mà ngoài chuyện cô ấy nói mệt muốn nghỉ ngơi mà anh không nghỉ ra, hình như anh không có làm gì hết. Không lẽ vì chuyện đó mà cô giận anh, để lên phòng hỏi cô vợ nhỏ xem sao. Thật là giận cũng dễ thương nữa mà. Khi Chí Kiên lên phòng ngủ thì đã thấy Gia Hân lên giường ngủ rồi. Anh mỉm cười, không biết cô gái nhỏ đang giận cái gì. Đi đến giường ngủ nằm xuống, anh nghiêng cười hỏi cô. Em ngủ sớm vậy? Nhưng Gia Hân đã nhắm mắt ngủ rồi và không trả lời anh. Chí Kiên thừa biết cô gái nhỏ chỉ giả vờ ngủ chứ chưa thật sự ngủ đâu. Với một động tác, Chí Kiên đã kéo cô gái nhỏ của mình lên trên người anh. Chỉ có như vậy Gia Hân mới mở mắt ra nhìn anh. Chị Kiên hôn lên môi cô một cái, hỏi, bé cưng, nói cho anh nghe, em đang giận anh chuyện gì? Gia Hân lắc đầu, bởi vì thật sự mà nói, không phải cô giận anh, chỉ là cô cảm thấy không vui tại sao anh không hề nói gì cho cô biết cả. Chống tay ngồi dậy ra khỏi người anh, nhưng mà không được. Chị Kiên ôm cô chặt hơn, nói, ngoan, anh thương, em có chuyện gì có thể nói với anh có được không? Cô vẫn im lặng, bởi vì thật sự không biết phải mở miệng hỏi anh như thế nào nữa. Chí Kiên thấy cô gái nhỏ hôm nay cứng đầu như vậy thì anh có cách để cô nói. Chỉ cần xoay người một cái là thay đổi vị trí. Gia Hân nằm ở phía dưới, anh cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa và hỏi, học trò ngoan thì thầy hỏi em phải trả lời, bé cưng không ngoan có phải muốn bị phạt không? Em không có. Với lại, anh bây giờ không còn là giáo viên của em nữa rồi, không tính. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cái, dù đi qua vành tai mẫn cảm của cô, hôn thêm một cái nữa, anh nói. Ngoan, anh không muốn một câu, phải hỏi lại nhiều lần. Hôm nay, em đã gặp chuyện gì? Có phải con bé Thư lại nói cái gì với em nữa đúng không? Gia Hân quay mặt đi nơi khác, không trả lời anh. Chị Kiên mỉm cười, vừa hôn nhấm nháp xuống cái cổ trắng tinh của cô, vừa nói, nếu em không nói thì chúng ta làm chuyện khác nhé. Hôm nay em không muốn mà. Mà kệ cô có muốn hay không, anh vẫn hôn xuống. Khi môi anh vừa chạm đến xương quai xanh của Gia Hân thì nghe thấy tiếng nói của cô,
trước khi gặp em, anh đã từng yêu một ai khác à? Chí Kiên dừng lại mọi hoạt động, anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt của cô, nói: không có, em là người con gái đầu tiên anh yêu, là mối tình đầu của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất của anh. Ngoài em ra, anh chưa từng yêu ai cả. Vậy crush của anh là ai? Tự nhiên Gia Hân cảm thấy ấm ức, giống như từ trước đến giờ toàn được anh cưng chiều, bây giờ biết được chuyện này cô cảm thấy rất khó chịu. Chí Kiên bỗng nhiên giật mình, tại sao cô lại hỏi câu này? Tuy anh không có gì hết, nhưng tự nhiên cảm giác như mình là người phạm tội vậy. Nhìn thấy khóe mắt của cô hơi đỏ lên, anh sốt ruột cúi xuống hôn lên trán cô, nói: bé cưng, đừng khóc, không có chuyện gì hết. Em muốn biết gì anh sẽ kể hết cho em nghe, được không? Em đừng có khóc mà. Gia Hân nghe anh nói vậy, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy, anh bối rối ngồi dậy, kéo cô ngồi dậy theo, vừa lau nước mắt cho Gia Hân, anh vừa hỏi: ngoan, bé cưng có chuyện gì, nói với anh được không? Em không biết, hức, em cảm thấy không vui. Ôm cô vào lòng, anh nói: được rồi, anh thương, anh sẽ không hỏi nữa, khi nào em muốn thì hỏi anh. Anh hứa sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì, được không? Cô gái nhỏ được anh ôm, vậy mà một lúc sau ngủ thật luôn. Còn đêm nay chắc Chí Kiên mất ngủ vì lo lắng cho cô nhóc này thôi. Đặt Gia Hân nhẹ nhàng xuống giường, sau đó anh tắt đèn và nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng, rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ. Sáng mai khi cô bình tĩnh hơn, anh sẽ hỏi cho rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sáng hôm sau, khi Gia Hân tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô mỉm cười và không muốn rời đi sớm, cô muốn được anh ôm một lúc nữa. Khi Chí Kiên thức dậy, phát hiện cô gái nhỏ đang chỉ ngón tay vẽ vòng quanh ngực của mình, mỉm cười, anh cầm lấy tay cô nói: cụ cưng, em không biết là sao sớm mà em làm như vậy, giống như em đang mời gọi anh à? Gia Hân ngước mắt lên, thấy anh đã tỉnh rồi, cô rút tay lại nhưng không được. Chí Kiên đã nắm tay cô lại, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn một cái và hỏi: ngủ có ngon không, cục cưng? Cô gật đầu và hỏi ngược lại anh: còn anh? Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn cô một cái, nói: được ôm em ngủ, anh ngủ rất là ngon. Gia Hân ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ bị anh dụ dỗ lúc nào không hay. Anh nhìn thấy được sự ngại ngùng của cô, xoay người một cái, đè lên người Gia Hân, nói: chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút, để tốt cho sức khỏe nhé. Em không muốn. Ừm. Và cuối cùng thì buổi tối không ăn được cô, thì buổi sáng anh ăn bù lại. Thế là hai người ở trong phòng tập thể dục cho đến gần trưa, Gia Hân mới được ngủ dậy. Khi Gia Hân thức dậy thì Chí Kiên đã đi làm từ sớm rồi. Hôm nay anh định ở nhà với vợ, nhưng ba Phạm đã không có ở bệnh viện rồi, anh cũng không thể vắng mặt nên buộc lòng phải đi làm. Gia Hân đi xuống nhà, đang ngồi ở bàn ăn để ăn sáng thì có điện thoại của Chí Kiên. Cô bắt máy, nhìn thấy gương mặt của anh qua điện thoại. Bởi vì sáng sớm đã bị anh hành rồi nên cô không vui và còn giận anh, cô chỉ tập trung vào ăn thôi. Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn giận mình, anh mỉm cười nói: vợ yêu, em đừng giận anh nữa mà. Chuyện tối qua em còn chưa tính về anh nữa, mà sáng nay... bởi vì vợ anh quá đáng yêu đi, với lại anh đang cố gắng để theo kịp thế hậu, không lẽ anh làm anh mà lại chịu thua? Nhưng em có đi học mà. Thì em sinh con rồi học tiếp cũng được mà, con đường học tập thì còn dài lắm, em từ từ mà học. Anh... việc bây giờ của em là cố gắng nhanh chóng làm mẹ của con anh là được rồi. Anh đã ghét. Nói rồi Gia Hân tắt máy vì bị anh chọc tức, không thèm nói chuyện với anh nữa. Còn Chí Kiên ở bệnh viện thì ngồi trong phòng làm việc mỉm cười một mình. Công nhận vợ của anh dần cũng dễ thương nghề. Buổi chiều
Khi Chí Kiên đi làm về, đã ghé sang cửa hàng hoa mua một bó hoa tặng cô và một món quà mà anh đặt riêng để tặng vợ. Bởi vì chỉ có học quân sự đều hôm nay ra hơn về sớm, cơ xuống bếp nấu cơm cho Chí Kiên. Anh rất thích đồ ăn do cô nấu. Cũng lâu rồi cô không có nấu ăn cho anh. Đang loay hoay mà Chí Kiên về lúc nào cô cũng không hay. Anh đi xuống và ra hiệu cho mọi người rồi đi hết. Gia Hân lo trang trí đĩa trái cây vừa gọt vỏ xong, để chút nữa Chí Kiên ăn cơm xong sẽ ăn tráng miệng, nên không hề hay biết người đã về từ lúc nào. Anh bất ngờ ôm cô từ phía sau, làm Gia Hân hết hồn. Còn chưa kịp định thần lại thì anh đã đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng. Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Anh xin lỗi bé cưng, đừng buồn, đừng giận anh nữa nha, được không?" Cô sẽ bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ làm như thế này để cho cô vui vẻ. Ôm bó hoa trên tay, Gia Hân mỉm cười nói: "Em cảm ơn anh." Cúi xuống nhìn những bông hoa xinh đẹp mà cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bao nhiêu khó chịu từ hôm qua đến nay bỗng chốc biến mất hết. Trong lúc Gia Hân đang ngắm hoa thì Chí Kiên đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền hình thỏ ngọc và nói: "Từ khi yêu nhau đến giờ, anh chưa từng tặng em món quà nào ý nghĩa cả. Hôm nay chưa đến ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau, nhưng anh vẫn muốn tặng em." Gia Hân cúi xuống nhìn sợi dây chuyền anh vừa tặng cho mình mà khóe môi cong lên không thể khép lại được. Để bó hoa lên bàn, cô quay lại vòng tay ôm lấy eo anh nói: "Em rất vui, em cảm ơn anh rất nhiều." Chí Kiên cúi xuống hôn lên môi cô nói: "Em là cục cưng của anh, là món quà quý giá nhất anh nhận được. Anh rất yêu em, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa, có được không bé cưng?" "Dạ." Sợi dây này phía sau anh có nhờ thợ khắc tên của hai chúng ta, khi nào nhớ anh em có thể lấy ra xem là được. Gia Hân mỉm cười đánh nhẹ lên vai anh nói: "Ai thèm nhớ anh chứ, có thật không?" Anh vừa nói hết câu thì cúi xuống lần nữa hôn Gia Hân, cho cô một nụ hôn nồng cháy. Công nhận vợ mới giận có hai hôm mà anh buồn như sắp tận thế đến nơi vậy. Chỉ Kiên hôn cô một lúc lâu cho đến khi Gia Hân đánh nhẹ lên vai anh, lúc đó anh mới buông ra, cạ nhẹ chóp mũi của mình lên mũi cô. Anh nói: "Sau khi cơm nước xong, tối lên phòng, em muốn biết gì anh đều thật lòng kể hết cho em nghe, có được không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, bé cưng của anh." "Em biết rồi, chỉ là em thấy không vui bởi vì anh quá giỏi, quá xuất sắc. Còn em..." Gắt nhẹ lên mũi cô, anh nói: "Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy. Em giỏi hay không đều không quan trọng, quan trọng là anh yêu em được rồi bé cưng." "Dạ, em cũng yêu anh." Chí Kiên rất hạnh phúc bởi vì từ trước đến hôm nay đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh. Anh ôm cô lên xoay một vòng rồi mới bỏ người xuống nói: "Vậy đừng giận anh nữa nha, anh đi tắm một cái rồi xuống ăn cơm với cục cưng được không?" "Dạ được, đồ của anh em đã chuẩn bị sẵn, để ở trên giường ngủ rồi." Chí Kiên hôn cô một cái nữa rồi mới đi. Bởi vậy cô vợ nhỏ này rất đáng yêu. Mặc dù giận nhau nhưng cô vẫn lo cho anh từng chút một, bảo sao anh không cưng chứ. Buổi tối khi cả hai người đều tắm rửa xong cùng nhau lên giường ngồi nói chuyện, Gia Hân tựa đầu vào vai anh nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng mình. Anh nói: "Em có biết là anh rất yêu em không?" Cô ngước mắt nhìn anh rồi mỉm cười nói: "Em biết, nhưng mà có những chuyện không thể không khiến em suy nghĩ." "Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện mà em thắc mắc từ hôm qua đến nay." John gật đầu, vòng tay ôm lấy eo anh, đưa ánh mắt chăm chú nghe anh kể. "Hơn 3 năm trước, có một ngày anh nhận được một ca cấp cứu nguy hiểm từ Mỹ chuyển đến. Khi anh đi vào, nhìn thấy cơ thể thoi thóp để giành lấy sự sống của một cô gái. Anh cùng với ba và vài người bác sĩ nữa cấp cứu cho cô gái ấy đến mười mấy tiếng đồng hồ." Cô ngồi thẳng dậy đối diện với anh để nghe anh kể. Chí Kiên nắm bàn tay cô mân mê và kể tiếp: "Cô gái ấy tên là Anna Đặng. Khi cấp cứu xong, anh mới biết
cô ấy không có bất cứ một người thân nào bên cạnh. Đến mấy ngày sau thì anh trai của cô ấy đến. Anh hỏi thăm mới biết cô ấy thật đáng thương. Gia Hân tò mò hỏi, cô ấy thế nào ạ? Cô ấy bị một kẻ thầm yêu chồng của cô ấy cho người gây tai nạn với cô ấy. Tai nạn xe khiến cho đứa bé của cô ấy không còn nữa. Nghe đến đây, Gia Hân cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái đó. Chỉ Kiên hôn nhẹ lên môi cô dù nói tiếp, sau mấy tháng hồi phục, cô ấy đã mất trí nhớ và không còn nhớ đến ai và bản thân mình làm gì, tên gì, cô ấy cũng không nhớ nữa. Lúc đó, anh cảm thấy cô ấy vô cùng đáng thương, để đã mua một căn chung cư và cho cô ấy mướn với giá rẻ để cô ấy sinh sống. Gia Hân mới thắc mắc hỏi anh, vậy chồng của cô ấy đâu? Ban đầu, anh cũng thắc mắc như vậy, nhưng thời gian sau anh mới biết, chồng của cô ấy tưởng cô ấy đã chết rồi, bởi vì anh họ và anh trai của cô ấy đã âm thầm đưa cô ấy rời đi mà không ai hay biết gì hết. Cô ấy thật tội nghiệp. Ừ, lúc đó anh chỉ là xung động và cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng thương, nên anh muốn bảo vệ mà thôi. Vậy sau đó thì thế nào ạ? Anh không nhớ chính xác, hình như là một năm sau, khi cô ấy được đưa đến đây điều trị thì chồng của cô ấy đến. Khi gặp lại Anna, anh ấy đã tìm mọi cách để cô nhớ lại và rước cô ấy về Mỹ. Ồ, cũng may cuối cùng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc. Chí Kiên kéo Gia Hân vào lòng, ôm cô và nói, em đã biết được sự thật rồi. Lúc đó anh còn trẻ, đó chỉ là xung động mà thôi. Với lại cô ấy đã có chồng rồi, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cúi xuống hôn lên trán cô một cái, anh nói, em là người con gái đầu tiên khiến anh muốn chiếm hữu cho riêng mình. Khi thấy em bị thương, anh vô cùng sốt ruột. Khi thấy em khóc, anh vô cùng đau lòng. Từ trước đến giờ, trái tim của anh chưa bao giờ yêu ai. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Vậy nên, vợ ơi, em đã tin anh chưa? Gia Hân vòng tay ôm anh thật chặt, cô nói, em biết rồi, em cũng yêu anh. Không phải em ích kỷ hay chấp nhận chuyện cũ, chỉ là em cảm thấy lo lắng, em sợ sẽ có một người nào đó đem anh đi, anh sẽ không cần em nữa. Anh mỉm cười, hóa ra cô gái nhỏ này cũng lo lắng mất anh. Ôm siết cô, anh nói, em lo xa rồi, anh đã 31 tuổi rồi, anh mới là người phải lo lắng nè. Cô gái trẻ như em sẽ sớm chê anh già thôi, lúc đó anh sẽ bất chấp giữ em thật chặt. Gia Hân mỉm cười nói, em sẽ không đi đâu hết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi. Chí Kiên lật người một cái, đè cô gái nhỏ xuống, hôn lên môi cô, nói, vậy tại sao em lại không trói buộc anh lại? Hả? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Hôn cô từ từ đến bên tai của Gia Hân, anh nói, anh muốn em trói anh lại bằng đứa con của chúng ta. Anh muốn em sinh cho anh một đứa bé, có được không em? Gia Hân mỉm cười, hôn lại anh một cái, rồi nói, em sinh con xấu đi rồi, anh còn thương yêu em như bây giờ không? Đương nhiên rồi, anh hiện tại yêu em, khi chúng ta có con rồi, anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Vậy nên, bé cưng, em đồng ý sinh con cho anh nhé. Thật ra, cô cũng rất thích con cái, cô muốn sinh cho anh một đứa con, chỉ vì hai hôm nay cô lấn cấn chuyện kia nên mới giận hờn vu vơ như vậy. Gia Hân kéo anh xuống, hôn lên môi anh, nói, em sẽ sinh cho anh. Chí Kiên rất vừa ý, vậy là anh có thể thoải mái làm những việc gì anh muốn mà không sợ cô giận rồi. Thế là anh cúi xuống, hôn lên môi cô và bắt đầu làm việc nên làm. Nhưng mà đến khi hai người vừa kết hợp với nhau, Chí Kiên nhìn thấy có máu, anh hỏi, hôm nay em đến tháng à? Anh nhớ em đâu có vào ngày hôm nay. Không, em lâu rồi không có. Lúc này cả hai người mới nhớ lại. Chí Kiên cầm tay cô lên bắt mạch. Anh như phát hiện gì đó, nói, em thay đồ đi, chúng ta đến bệnh viện. Đến bệnh viện, mọi người đều chào hỏi và nhìn cô gái đang đi bên cạnh Chí Kiên. Bởi vì hai người chưa công bố ra ngoài và chưa tổ chức hôn lễ nên đồng nghiệp không ai biết anh đã kết hôn rồi. Khi thấy Chí Kiên nắm tay Gia Hân đi đến khoa sản, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Có người ngưỡng mộ cô gái ấy, có người cũng ganh tị với cô, bởi vì Chí Kiên vừa là bác sĩ giỏi, vừa là phó giám đốc bệnh viện và vô cùng đẹp trai nữa. Chí Kiên và Sa Hân đi vào khoa sản. Rất may hôm nay người trực là trưởng khoa, bà ấy nhìn ảnh hỏi: "Bác sĩ Phạm, cậu đến đây để..." Bởi vì bà không biết người đi bên cạnh anh là ai, phải xưng hô thế nào cho đúng, anh liền ôm eo Sa Hân nói: "Cô Alina, nhờ cô xem giúp cho vợ con, cô ấy có phải đang mang thai không ạ? Lúc nãy con bắt mạch của cô ấy rất giống." Vị bác sĩ hơi bất ngờ khi anh nói cô gái nhỏ này là vợ mình, nhưng bà cũng mỉm cười đưa cho anh một tờ giấy nói: "Cậu hãy cho cô ấy làm theo hướng dẫn này rồi đem kết quả đến đây cho tôi nhé." Chí Kiên cầm tờ giấy và nắm tay Sa Hân đi làm theo hướng dẫn. Tuy anh là bác sĩ nhưng khoa sản thì anh lại không rành lắm, nên coi theo đó mà làm. Bởi vì anh là chủ của bệnh viện này nên mọi khâu lấy máu, xét nghiệm đều làm rất nhanh và nhân viên y tế làm rất nhiệt tình, bởi vì có anh ngồi bên cạnh giám sát, họ không dám lơ là. Đến khi có kết quả trong tay, tuy là vị bác sĩ kia chưa xem nhưng Chí Kiên nhìn vào cũng biết là phán đoán của mình chính xác. Ở trước cửa lấy kết quả, trước bao nhiêu đôi mắt của bác sĩ và y tá đang trực ở bệnh viện, Chí Kiên ẵm Sa Hân lên cao, anh quay một vòng nói: "Anh cảm ơn vợ, chúng ta có con rồi, anh yêu em bé cưng." Trước phản ứng của anh, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh mà thôi. Khóe môi của Sa Hân cũng mỉm cười rất tươi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay chúc mừng anh. Xong rồi, anh cùng Sa Hân đi đến khoa sản để cho bác sĩ nói chính xác hơn. Bác sĩ Alina cầm tờ giấy kết quả lên, nói: "Chúc mừng bác sĩ Phạm và Phạm phu nhân, hai người đúng là có con rồi, bé đã được hơn 5 tuần rồi." Chị kia nắm tay Sa Hân, mỉm cười và nghe bác sĩ nói tiếp: "Trước hết, cô Sa Hân cần nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh hoạt động mạnh. Còn chuyện quan hệ vợ chồng, bác sĩ Phạm cũng nên hạn chế. Lúc nãy, nếu không phát hiện kịp động thai thì rất nguy hiểm." Nghe đến đây, Sa Hân vô cùng ngại ngùng bởi vì bác sĩ nói như vậy. Nhưng Chí Kiên thì ngược lại, anh rất vui vẻ nắm tay cô và nói với bác sĩ: "Con cảm ơn cô ạ." Vị bác sĩ mỉm cười với anh và Sa Hân. Sau khi có kết quả rồi, anh rất vui, vừa nắm tay Sa Hân ra ngoài, vừa cẩn thận đỡ cô. Mọi người ai cũng gửi lời chúc mừng đến anh. Chí Kiên vô cùng vừa ý với kết quả này, công sức anh bỏ ra thật sự rất xứng đáng. Khi hai người vừa lên xe, anh lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ Phạm. Sa Hân cản anh lại, nói: "Anh, giờ này có thể bà mẹ còn đang ngủ, anh khoan hãy gọi." Trên môi Chí Kiên luôn nở nụ cười, anh nói: "Giờ này cho ông bà nội thức cũng được rồi, ở bên đó giờ này cũng 5 giờ sáng hơn rồi." Thấy anh vui vẻ như vậy, cô cũng không nói gì nữa. Thì đúng lúc này bà mẹ Phạm bắt máy, bà Phạm lên tiếng hỏi: "Giờ này mới sáng sớm, con không muốn để hai ông bà già này ngủ à? Có chuyện gì quan trọng mà con phải gọi giờ này?" "Con điện để cho ba mẹ hay, con sâu của ba mẹ đã có bầu rồi. Sau khi báo tin rồi thì ba mẹ muốn ngủ thì ngủ đi, con cúp máy đây." Bà Phạm lúc nãy còn khó chịu, bây giờ đã nghe được giọng nói có sự vui vẻ trong đó. Ông hỏi: "Khoan, con nói cái gì? Sa Hân có bầu rồi à?" "Dạ, chúng con vừa kiểm tra xong, đang trên đường về nhà." Bà Phạm vui vẻ, bên trong điện thoại, hai người nghe ông nói với mẹ Phạm: "Con dâu có bầu rồi, chúng ta sắp chuẩn bị làm ông bà nội nữa rồi." Tiếp đó, bà Phạm mới nói vào điện thoại với anh: "Có đưa con dâu về nhà nghỉ ngơi, chút nữa trời sáng, bà mẹ sẽ qua nhà anh chị rồi, nói với hai người họ." "Dạ, vậy con cúp máy đây ạ." Sa Hân từ đầu đến cuối chỉ nhìn chồng rồi mỉm cười. Cô không ngờ khi cô có thai anh lại vui vẻ đến như vậy. Nhớ nhớ ra điều gì đó, cô nói: "Anh, em có bầu rồi, thì hôn lễ của chúng ta thế nào? Còn 2 tháng nữa em mới nghỉ hè, chúng ta dự định là 3 tháng nữa mới đám cưới, lúc đó bụng của em to rồi." Chí Kiên vui vẻ cười nói: "Chỉ cần em muốn,
chúng ta cũng có thể mặc váy cưới bà bầu được. Còn không thì đợi em sinh xong, chúng ta tổ chức cũng được. Khi biết Gia Hân có bầu rồi, Chế Kiên càng thêm cương chiều cô vợ nhỏ của mình. Bất cứ cái gì làm được, anh đều làm thay cô. Hồng thể dục quân sự ở trường, anh cũng xin nghỉ cho cô luôn. Mỗi ngày, dù cho bận thế nào, anh cũng sẽ đưa cô đến trường, rồi mới đi làm. Bà mẹ Dương khi biết con gái có bầu rồi, cũng rất mừng, đã qua thăm cô một tuần lễ mới về. Gia Hân có bầu, hơi cực ở tháng đầu, cô quá trời bị hành, ăn vào đều ói đều mệt, nhưng may mắn là cô vẫn ngủ được nên cũng đỡ một chút. Chính vì điều đó nên chuyện kết hôn của hai người đã rời lại, đợi cho Gia Hân sinh con xong mới tổ chức hôn lễ. Lúc này ở Nhật xảy ra một trận động đất khiến người dân bị thương chết và thiếu bác sĩ, thiếu lương thực, nên nước Anh kêu gọi các bác sĩ ở các bệnh viện lớn hỗ trợ nước Nhật, trong đó có cả bệnh viện Medipom của gia đình Chí Kiên. Và Chí Kiên chính là người dẫn đầu của đoàn 20 bác sĩ và y tá đi đến Nhật tham gia cứu hộ. Lúc này Gia Hân đã có bầu được 4 tháng rồi, vẫn chưa biết là cha hay gái. Buổi tối trước khi lên đường, Chí Kiên ngồi nói chuyện với em bé. Con ở nhà ngoan, ba đi cứu người, 2 tuần nữa ba trở về với hai mẹ con nhà. Gia Hân nhìn anh nói chuyện với con mà khóe mắt đỏ lên. Chí Kiên ngước mắt lên, nhìn thấy vợ buồn như vậy, anh cũng rất đau lòng. Nhưng là bác sĩ, những nơi nguy hiểm anh không đến thì ai sẽ cứu người đây? Hôn lên môi Gia Hân một cái, anh nói, em yên tâm đi, anh đi cùng với cảnh sát địa phương để cứu người ở nơi động đất. Anh sẽ sớm trở về với em thôi, đừng lo lắng quá nhé, bé cưng. Gia Hân từ khi mang thai, cô rất dễ xúc động, nhưng mà cô cũng là một bác sĩ tương lai, cô biết trách nhiệm quan trọng hơn. Nước mắt lưng tròng nhưng miệng vẫn nở nụ cười cho anh yên tâm, Gia Hân nói, em sẽ ở nhà ăn ngon ngủ kỹ, chăm sóc cho mình và cho con. Em và con mỗi ngày sẽ đợi anh về. Chí Kiên mỉm cười vì cô vợ hiểu chuyện của mình, anh ôm cô vào lòng, nói, vợ của anh là giỏi nhất, ngoan nhất, và anh yêu em nhất, bé cưng. Tối đó, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, mỗi người một tâm trạng. Chí Kiên thì vì trách nhiệm và anh cần phải đi để cứu người nên không thể không đi. Ngoài kia có rất nhiều người bị thương và cần anh đến cứu. Còn Gia Hân, cô rất lo lắng, ở nơi đó lại rất xa. Cô ước gì mình cũng có thể theo anh để đi cứu người và ở bên cạnh anh. Bởi tối hôm qua, vì quá lo lắng nên Gia Hân không ngủ được. Đến gần sáng, cô mới chợp mắt và không kịp đưa anh ra sân bay. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mảnh giấy anh để lại. Bé cưng của anh ở nhà sáng ngoan, đợi anh trở về với hai mẹ con nhà. Anh yêu em, Chí Kiên. Gia Hân rất tiếc vì cô không thể đưa anh ra sân bay, nhưng cô sẽ cố gắng để mạnh mẽ lên cho anh yên tâm làm việc. Cô bước xuống nhà thì thấy mẹ Phạm đang ngồi ở phòng khách, đi đến bên cạnh bà, cô nói, thưa mẹ, con mới xuống, con xin lỗi mẹ, con ngủ quên. Mẹ Phạm thấy cô đi xuống liền nắm tay cô ngồi bên cạnh mình, nói, không sao, con bầu bì mà, ráng ăn uống cho khỏe, Chị Kiên đi cứu người bên kia cũng yên tâm hơn. Dạ, con nghe lời mẹ dạy ạ. Mẹ Phạm vuốt ve bụng cô, nói, buổi tối con ngủ một mình có sợ không, mẹ kêu anh Thư về ngủ với con nhé. Dạ không sao ạ, con cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, bầu cũng còn nhỏ nên một mình con ổn thôi ạ. Mẹ Phạm cười nói, được rồi, như vậy thì theo ý của con vậy. Lúc này trên tivi vừa kêu đến tin tức nước Nhật bị động đất, có rất nhiều nhà cửa bị hư hại, người dân thì bị thương, mưa vẫn chưa tạnh nên công cuộc tìm kiếm rất khó khăn. Gia Hân nhìn thấy trên tivi như vậy thì thấy thật thương cho người dân ở đó, và cô cũng rất lo lắng cho Chí Kiên, không biết anh đến đó sẽ như thế nào. Trong lòng của cô luôn thấp thỏm âu lo, cả ngày hôm đó cô không có tâm trạng để làm gì hết, chỉ biết ngồi xem tin tức trên mạng về nước Nhật. Đến chiều
Khi cả nhà ăn cơm xong hết rồi, Gia Hân đang ngồi ăn trái cây cùng ba mẹ chồng. Điện thoại của cô reo lên là Chí Kiên gọi về. Alo, bé cưng của anh. Anh vừa đến sân bay quốc tế của Nhật, là lập tức gọi báo an toàn cho em. Dạ, anh cứu người, nhưng vẫn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nha. Ừ, anh biết rồi. Thôi anh lên xe, đi cùng mọi người đây. Bye em nha. Dạ. Khi Chí Kiên cúp điện thoại, ba Phạm liền tiếng an ủi con dâu. Con đừng lo lắng quá. Vài hôm nữa, Thế Hào cũng qua đó với Chí Kiên, nên con đừng có lo. Dạ, con nghe lời ba ạ. Bởi vì thiên tai xảy ra nên đám cưới của Thế Hào cũng đình lại, đợi sau sự việc này mới tổ chức. Mấy ngày đầu, buổi sáng cứu người, buổi tối có thời gian Chí Kiên sẽ điện về cho Sa Hân, hỏi thăm tình hình của cô như thế nào, em bé có hành cô nhiều hay không. Hai người trò chuyện cũng đỡ đi phần nào nhớ mong. Hôm nay trong lúc hai người đang nói chuyện thì Sa Hân nghe thấy tiếng nổ lớn, có lẽ là mặt đất đang rung động. Chí Kiên còn chưa kịp cúp máy thì cô nghe thấy tiếng hét của ai đó, hét lớn: "Bác sĩ!" Và rồi Gia Hân không còn nghe thấy gì nữa. Đầu dây bên kia đã mất kết nối. Cô vô cùng lo lắng, gọi lại nhưng đều không được, không ai bắt máy cả. Bởi vì đang mang thai, cô lo lắng quá, đứng lên thì loạng choạng xem té. Rất may bà quản gia và một người làm khác kịp đỡ cô. Bà quản gia hỏi: "Thiếu phu nhân, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" "Chí Kiên, Chí Kiên anh ấy..." Gia Hân không thể nói thành lời được, cô lắp bắp và rồi bật khóc. Bà quản gia lo sợ ôm cô lại vì sợ cô bầu mà khóc ảnh hưởng đến em bé. Y như suy nghĩ của bà, Gia Hân khóc và ngất xỉu luôn. Mọi người lập tức hỗ trợ nhau đem cô đến bệnh viện. Ở trong phòng của giám đốc bệnh viện, ba Phạm vừa nghe điện thoại là Thế Hầu điện về cho ông. Anh nói: "Ba, vừa rồi địa chấn xảy ra quá nhanh tại nơi chúng con đang ở để chữa trị, mọi thứ rung chuyển. Và anh hai, anh ấy..." Bà Phạm vô cùng sốt ruột, ông hỏi: "Chí Kiến thế nào? Nó bị làm sao?" Phạm Thế Hào ngập ngừng, không biết có nên nói với ba hay không. "Anh hai, anh ấy..." Nhưng một lần nữa, ba Phạm nóng lòng hỏi: "Nó thế nào?" "Anh hai lúc nãy có lẽ đang nói chuyện với chị dâu nên anh ấy không chạy ra kịp và ngôi nhà sập xuống quá nhanh. Anh ấy hiện chúng con đang tìm kiếm ạ." Bà Phạm khi nghe Thế Hào nói như vậy mà trái tim của ông nhói đau. Ông nói với Thế Hào: "Con và mọi người tìm kiếm, nếu như có tin gì lập tức gọi báo cho bà hay." "Dạ, còn chị dâu..." Bà Phạm liền cắt ngang lời nói: "Ở nhà bà sẽ tìm cách xử lý, còn cứ việc tìm kiếm Chí Kiên cho bà." "Dạ, vậy con cúp máy đây ạ." Vừa cúp điện thoại của Thế Hảo xong, ba Phạm liền ngã ra ghế dựa, đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Ông phải nói làm sao với con dâu của ông đây. Còn chưa biết nói thế nào thì cấp dưới của ông chạy vào, nói: "Thưa giám đốc, thiếu phu nhân vừa được đưa vào đây rồi ạ." "Cái gì?" Bà Phạm vừa nghe nói xong liền đứng lên gấp gáp đi mà như chạy. Ông vội vã đi theo nhân viên đến xem Gia Hân đã bị gì rồi. Khi bà Phạm đến nơi thì bác sĩ vừa khám cho Gia Hân xong bước ra, nhìn thấy ba Phạm đến, anh ấy nói: "Thưa giám đốc, bởi vì thiếu phu nhân bị sốc trong khi đang có thai nên đã ngất. Hiện tại cô ấy đã ổn rồi, không sao nữa rồi ạ." Bà Phạm gật đầu với vị bác sĩ trẻ kia, nói: "Không sao là được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều." "Dạ." Nói rồi vị bác sĩ trẻ kia rời đi. Bà Phạm đi vào phòng bệnh của Gia Hân thì thấy bà quản gia đang chăm sóc cho cô. Bà Phạm hỏi: "Con bé bị làm sao vậy, quản gia Trần?" Bà quản gia là tâm phúc của gia đình, mọi người ai cũng xem bà như người một nhà. Bà cúi đầu nói: "Lúc nãy như thường lệ, thiếu gia và thiếu phu nhân ngồi nói chuyện với nhau. Tôi vừa đem trái cây ra đứng bên cạnh thì nghe trong điện thoại có tiếng nổ lớn, có tiếng ai đó hét lớn: bác sĩ! Và rồi mất kết nối. Cô ấy cố gắng gọi lại cho thiếu gia nhưng không được." Bà Phạm nghe đến đây
thì nhíu mày đợi quản gia nói hết câu. Thiếu phu nhân vì lo lắng đứng lên vội, xem chút nữa là té rồi. Tôi và một người nữa với tay đỡ kịp thiếu phu nhân, sau đó cô ấy khóc và ngất đi. Nghe đến đây, bà Phạm nghĩ Gia Hân đã biết chuyện rồi, bây giờ ông phải làm sao đây? Bà Phạm hỏi tiếp. Bà có cho vợ của tôi biết hay chưa? Dạ, phu nhân đã hay rồi, và có lẽ người cũng đang đến. Bà Phạm gật đầu nói. Được rồi, bà chăm sóc con bé giúp tôi. Khi nào vợ tôi đến, nhờ bà nói với bà ấy lệ phòng làm việc của tôi. Cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, tôi nhớ rồi, thưa ông chủ. Cảm ơn bà. Nói rồi, bà Phạm liền quay người rời đi và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì ông hỏi. Con ở đâu? Dạ, con đang ở trung tâm thương mại mua đồ. Nhà chúng ta có chuyện rồi, con lập tức vào bệnh viện để chăm sóc cho Gia Hân ngay. Đầu dây bên kia, anh Thư vô cùng lo lắng trả lời bà Phạm. Dạ, con lập tức trở về ngay, thưa bà. Khi mẹ Phạm và anh Thư đến bệnh viện, bà Phạm đã gọi hai người vào phòng làm việc của ông để nói chuyện. Hai mẹ con ngồi xuống, mẹ Phạm hỏi. Chị Kiên thế nào rồi anh? Anh Thư thì không biết đã xảy ra chuyện gì khi ở trung tâm thương mại, cô nghe điện thoại nhưng vẫn chưa nắm được tình hình. Mẹ hỏi chị Kiên thế nào, vậy là đã có chuyện gì xảy ra với anh hai cô ở Nhật à? Bà Phạm lúc này mới lên tiếng. Thế Hào mới vừa gọi cho tôi, chị Kiên ở bên Nhật gặp chuyện không may rồi. Mẹ Phạm và anh Thư vừa nghe đến đây thì hai người đều lo lắng. Hai mẹ con nắm chặt tay nhau. Mẹ Phạm nhớ lại Gia Hân, bà hỏi. Vậy con bé Hân? Bà Phạm liền tiếp lời của bà. Con bé ngất xỉu, đang được quản gia Trần chăm sóc. Chị Kiên gặp chuyện trong lúc đang nói chuyện với con bé, nên con bé lo lắng quá ngất đi. Gia Hân biết chị Kiên gặp chuyện nhưng không biết là gặp phải chuyện gì mà thôi. Mọi người vô cùng lo lắng bởi vì Gia Hân đang mang thai, làm sao cô có thể trụ được nếu như Chí Kiên xảy ra chuyện gì đây? Bà Phạm lên tiếng bàn với mọi người. Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh, khi con bé tỉnh dậy hỏi, mọi người cứ nói là Chí Kiên không có sao hết, điện thoại không gọi về được là do động đất mất đi kết nối thôi. Tin tức biết được là do Bộ Ngoại giao đưa tin về cho bệnh viện. Nghe lời ba Phạm nói như vậy, mẹ Phạm và anh Thư gật đầu nghe theo. Mặc dù rất lo lắng cho Chí Kiên, nhưng họ phải thật bình tĩnh, bởi vì mẹ bầu không thể quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ Phạm hỏi. Tình hình bên đó sao rồi anh? Bà Phạm nói. Thế Hào điện về, nói là dì Trần xuất hiện trong lúc Chí Kiên đang nói chuyện điện thoại với Gia Hân ở trong nhà, nơi mà mọi người được sắp xếp ở lại để trị bệnh cho người dân. Lúc đó Chí Kiên không chạy xa kịp, động đất khiến ngôi nhà bị sập, nên mọi người đang tìm kiếm thằng bé. Mẹ Phạm và anh Thư nghe xong thì ôm nhau mà khóc, ai cũng lo lắng cho sự an toàn của Chí Kiên. Mọi người rất mạnh mẽ và cầu nguyện cho anh được an toàn, nhưng Gia Hân thì khác, cô đang có thai, làm sao chịu nổi cú sốc này. Gia Hân ngất xỉu, đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mẹ Phạm và anh Thư ngồi bên cạnh, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Cô hỏi, mẹ, anh Thư, mọi chuyện thế nào rồi? Chí Kiên anh ấy... Nhớ đến lời của ba Phạm, anh Thư liền nói, anh hai không có sao hết, chị yên tâm mà nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Gia Hân nắm tay anh Thư, tay cô run run, cô vừa nói mà nước mắt tuôn rơi, hỏi người chị em tốt của mình. Có phải cậu gạt mình không? Lúc đó rõ ràng mình đang nói chuyện với anh ấy mà. Mình nghe một tiếng nổ lớn và có cả tiếng hét của ai đó nữa. Mẹ Phạm thấy con dâu quá xúc động. Bà cho dù đang rất lo lắng cho con trai mình nhưng cũng không thể để cho cô và em bé bị ảnh hưởng được. Theo y lời của chồng, bà Phạm nói, con đừng có lo, Chí Kiên nó không sao hết. Ba của con vừa nhận được tin của Bộ Ngoại giao gọi về, thằng bé bình an, nhưng vì động đất lớn nên điện thoại mất kết nối thôi. Con bình tĩnh lại nha con. Gia Hân ôm mẹ chồng, vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Lúc đó con nghe tiếng nổ rất lớn,
còn gọi lại rất nhiều, nhưng anh ấy không bắt máy. Mẹ Phạm vuốt tóc cô, nói: Ngoan, con gái, con bình tĩnh lại. Con mà có chuyện gì thì Chí Kiên sẽ trách chúng ta. Huống chi còn có đứa bé nữa, nên con đừng quá lo lắng. Ở đây đợi tin báo về được không con? Gia Hân nghe lời của mẹ Phạm nói, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất lo sợ. Cả nhà vừa lo cho Chí Kiên, vừa lo cho hai mẹ con của cô, ai cũng cầu nguyện cho anh không xảy ra chuyện gì, Chí Kiên được bình an, đi an toàn, về bình an. Trong lúc này đây, ở tại Nhật, mọi người đang ra công đào bới và tìm kiếm Chí Kiên. Thế Hào vừa đào đất đá lên, vừa gọi: Anh Hai, anh ở đâu, anh Hai? Tất cả mọi người ở đây, gồm có cảnh sát, cứu hộ và các y bác sĩ đều tìm kiếm Chí Kiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc đó, mọi người đang ở ngoài, quay quần lại ăn tối, Chí Kiên lại đi vào trong nhà để lấy điện thoại gọi cho vợ, không ngờ rung chuyển mạnh, ngôi nhà sụp đổ. Chí Kiên hoàn toàn trở tay không kịp, anh không kịp chạy ra ngoài, đó là lý do vì sao chỉ có mỗi anh bị ngôi nhà vùi lấp. Phạm Thế Hầu vừa lo lắng cho anh hai mình và lo sợ nếu có chuyện gì đó không may xảy ra với Chí Kiên, anh biết anh nói làm sao với chị dâu nhỏ đây. Cùng cuộc tìm kiếm Chí Kiên mất 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người đã tìm thấy anh ở dưới đống đổ nát. Thế Hầu vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ chạy đến gọi: Anh Hai, anh Hai. Nhưng Chí Kiên đã ngất xỉu rồi, may mắn là anh nằm phía dưới cái bàn gỗ ở phòng khách nên bê tông không làm anh bị thương nhiều. Mọi người đưa Chí Kiên đến bệnh viện và cấp cứu, trong đó có cả Thế Hầu là một trong các bác sĩ cấp cứu cho anh trai mình. Bởi vì Thế Hào muốn nhìn thấy vết thương của anh trai mình để an tâm, và cũng như kịp thời báo cáo cho gia đình để mọi người bớt lo lắng, nhất là chị dâu của anh. Chí Kiên may mắn là bị gãy chân trái và ngồi xe lăn, và sau khi khỏe lại sẽ tập vật lý trị liệu, cùng với cánh tay trái cũng bị thương. Bởi vì phần này của anh bị đá đè lên nên bị thương, may mắn là đầu của anh không bị thương, nhưng mà Chí Kiên vẫn chưa tỉnh lại. Ở Phạm Gia, ba Phạm đã hay tin tìm kiếm được Chí Kiên rồi, và anh đang ở trong phòng cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào, nên ba người nhà họ Phạm không ai dám nói với Gia Hân gì hết. Còn cô gái nhỏ vẫn lo lắng khi tỉnh lại, trở về nhà, cô không muốn ăn uống gì nữa. Cô có dự cảm là Chí Kiên có chuyện gì đó rồi, nhưng mọi người đều không nói với cô. Cầm sợi dây chuyền mà anh tặng cho mình, Gia Hân nhớ lại khi đó, anh nói: Sợi dây chuyền này phía sau anh có nhờ thợ khắc tên của hai chúng ta, khi nào nhớ anh em có thể lấy ra xem là được. Mọi người thấy cô nhìn chăm chăm sợi dây chuyền mà âm thầm khóc thì ai cũng đau lòng, nhưng mà tin tức từ bên Nhật chưa gọi về báo tin, không ai dám chắc chắn điều gì nên không ai dám nói tiếng nào với cô cả. Trước khi vào phòng cấp cứu, Thế Hào đã gọi về nói tìm được Chí Kiên rồi, bây giờ cả nhà ráng đợi thôi. Ngay chiều hôm đấy, Chí Kiên đã tỉnh lại, anh nhìn thấy Thế Hầu đang ngồi bên cạnh, cậu ấy đang lau tay cho anh, chắc là mới lau người cho anh xong. Anh lên tiếng: Thế Hầu, anh đã bất tỉnh lâu chưa? Phạm Thế Hầu vui mừng vì anh đã tỉnh lại, anh hỏi: Anh có khỏe không? Anh thấy trong người thế nào rồi? Nhưng Chí Kiên không trả lời anh mà nói: Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? Chị dâu của em thế nào rồi? Lúc này Thế Hào mới hiểu anh trai của mình lo lắng điều gì, anh cũng không dám giấu mà nói thật với anh trai: Hôm qua khi anh vừa bị vùi dưới lớp bê tông, chị dâu ở anh cũng ngất xỉu vì lo lắng. Cả nhà không ai nói với chị ấy chuyện anh bị sự cố đó cả. Đến bây giờ đã qua 24 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ai dám nói gì với chị ấy hết. Chí Kiên biết ngay mà cô gái nhỏ của anh như vậy, chú thật sự rất yếu đuối và lo lắng rất nhiều. Anh hỏi em trai: Điện thoại của anh đâu? Điện thoại của anh bị hư rồi, nhưng mà anh cần nghỉ ngơi thêm, đừng có cử động nhiều quá. Nhưng anh dường như
không hề nghe thấy lời khuyên của em trai mình. Anh nói, đưa điện thoại cho anh. Anh bảo là đưa điện thoại cho anh. Phạm Thế Hầu thấy không ngăn cản được anh, thôi thì chiều theo anh vậy. Khi vừa cắm được điện thoại trên tay, anh liền bấm số của Gia Hân gọi. Nhưng anh quên mất, ở hai quốc gia khác nhau, làm sao mà gọi được. Anh mới vào ứng dụng mạng xã hội mà hai người thường dùng, anh gọi cho Gia Hân. Ở bên kia, cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mẹ Phạm, đôi mắt ưu buồn, nhìn ra cửa như là hy vọng được thấy anh trở về. Điện thoại reo lên, cô cũng không thèm quan tâm là ai gọi đến. Đến khi mẹ Phạm nói, Chí Kiên, nó gọi về cho con kìa. Lúc này Gia Hân mới quay lại nhìn thì đúng là anh rồi, cô vội bắt máy. Anh hả, anh thế nào rồi? Anh khỏe không? Anh có sao không? Sao em không thể gọi được cho anh vậy? Anh ơi. Chí Kiên ở bên kia chỉ có thể cười vì cô vợ hay lo lắng của mình, nhưng rất đáng yêu nha. Anh nói, anh không sao, em hỏi nhiều như vậy làm sao anh trả lời kịp. Anh chỉ bị thương một chút, em đừng lo lắng quá, anh sẽ sớm trở về thôi, được không bé cưng? Nghe được giọng nói của anh mà nước mắt Gia Hân tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói, em rất lo lắng cho anh, hôm qua anh làm cho em rất sợ, có biết không hả? Bên kia Chí Kiên cười vào điện thoại nói với cô, em đừng lo lắng nữa, anh đã ổn rồi, với lại ở đây có Thế Hào chăm sóc cho anh. Chỉ có điều... Thấy anh ngập ngừng, cô vội hỏi, có điều gì ạ? Anh bị thương, không thể ấm bé cưng của anh trong thời gian dài, và nhìn anh rất xấu xí, em có chê anh không? Em không chê, không bao giờ chê anh đâu. Nghe cô nói như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc. Anh nói, nhưng mà anh bị thương rồi, đến về trễ hơn dự định một chút, em và con ở nhà ăn ngoan, nghỉ ngơi, đợi anh về có được không? Dạ, em sẽ đợi anh. Và rồi cuộc gọi kết thúc, nhưng lại khiến cho hai người đều rất vui vẻ. Dự định ban đầu của Chi Kiên là đi Nhật 2 tuần để cứu người, nhưng mà anh bị thương nên ở lại Nhật điều trị, mọi người đều về trước. Chỉ còn mỗi Thế Hào ở lại chăm sóc cho Chi Kiên, đến muộn tháng sau hai người mới trở về. Trong suốt thời gian này ở bệnh viện, Gia Hân và Chi Kiên luôn gọi điện nói chuyện với nhau. Ban đầu anh còn giấu tình trạng vết thương của mình, nhưng một tuần sau, bởi vì sự nai nỉ của Gia Hân, cuối cùng anh cũng cho cô xem. Khi Gia Hân nhìn thấy vết thương của anh, cô không kiềm chế được mà khóc nức nở. Nhìn cô khóc như vậy, anh xót xa lắm. Chí Kiên nói, anh không sao, vài tháng nữa là anh có thể đi lại được rồi, em đừng lo lắng quá, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đó. Nghe anh nói như vậy, cô cũng cố gắng không khóc nữa. Mỗi ngày hai người đều gọi điện tâm sự với nhau. Sau chuyện lần này, họ mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Gia Hân cứ luôn cho rằng cô không yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nhưng khi nghe tin sự đó, Gia Hân mới biết trái tim mình đau đớn như thế nào. Cô không thể sống thiếu anh. Nếu như anh xảy ra chuyện thì cô phải sống sao đây? Còn Chí Kiên, trong lúc nguy cấp, anh nhìn thấy cái bàn liền chui vào. Trong đầu anh luôn suy nghĩ mình phải bình an để trở về với Gia Hân. Nhờ vậy mà trời thương đã giúp anh an toàn, mà Gia Hân cũng không bị làm sao, em bé vẫn khỏe, không bị ảnh hưởng khi cú ngất. Hôm nay là ngày Chí Kiên trở về nước. Gia Hân trong lòng lo lắng, thế nên mặc kệ mọi người khuyên nhủ, cô nhất định phải ra sân bay đón anh trở về. Khi Chí Kiên được Thế Hào đẩy ra, anh ngồi trên xe lăn, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, anh mỉm cười nói, em đó, đã bảo ở nhà rồi mà vẫn không chịu nghe lời anh. Gia Hân nhìn thấy tay anh đã khỏi rồi, chỉ còn mỗi chân nên cũng yên tâm phần nào. Cô nói, bởi vì em lo cho anh mà. Cô cúi xuống ôm lấy anh thút thít. Chí Kiên mỉm cười hạnh phúc. Anh ôm cô lại và đưa tay sờ vào bụng cô, hỏi, con có quấy không em, là trai hay gái? Đứng thẳng người lên, cô xoa bụng của mình nói với anh, em chưa biết, em muốn cả hai chúng ta đều sẽ cùng nhau xem là con trai hay con gái. Nếu mỗi lần đi khám em đều nói với bác sĩ
không cho em biết, em muốn đợi anh về. Chí Kiên mỉm cười, cưng chiều cô vợ nhỏ của mình. Lúc này, Thế Hào lên tiếng nói. Anh hai, chị dâu, hai người về nhà tâm sự có được không? Em cũng muốn về, ôm vợ ôm con, em nhớ vợ con của em rồi. Lúc này, Quỳnh Như ở trên xe bước xuống và đứa bé truyền tay, cô trêu anh nói. Em và con đến rồi, chỉ là xem anh có nhớ hai mẹ con của em không thôi. Phạm Thế Hào liền chạy đến, ôm vợ nói. Sao anh lại không nhớ em và con chứ? Nhớ muốn chết rồi. Cả nhà nghe anh nói như vậy mà cười lớn, rồi mọi người cùng nhau lên xe trở về nhà. Buổi tối hôm đó, cả gia đình Phạm rất vui vẻ bởi vì mọi người đã đoàn tụ với nhau hết rồi. Buổi tối ở trong phòng ngủ của Sa Hân và Trí Kiên, sau khi hai người tắm rửa xong hết rồi, lên giường ngủ, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng và nói. Bé cưng, anh rất nhớ em. Hai tháng này, anh đã rất cố gắng tâm và lý trị liệu để có thể đứng lên được và nhanh chóng trở về bên em. Anh yêu em nhiều lắm. Gia Hân vòng tay ôm chặt lấy anh và nói. Anh có biết, khi em hay tin anh bị thương, em đã suy sụp như thế nào không? Em ước mình có thể đến bên cạnh anh ngay lập tức. Đến khi nghe được điện thoại từ anh, em mới yên lòng. Giờ ôm được anh bằng xương bằng thịt, em mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được. Chí Kiên cúi xuống, hôn lên môi cô nói. Anh cũng vậy, anh rất lo lắng cho hai mẹ con. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng như vậy. Bé cưng, anh yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm, chồng của em. Hai người tâm sự một chút rồi cũng đi ngủ, bởi vì hôm nay Chí Kiên có một chuyến bay dài nên rất mệt. Sáng hôm sau, anh đưa Gia Hân đến bệnh viện siêu âm để xem là bé trai hay bé gái. Kết quả đã có, bác sĩ nói. Chúc mừng cậu, chúc mừng thiếu phu nhân. Em bé là một bé trai rất khỏe mạnh và đáng yêu. Hai người rất vui vẻ, cảm ơn bác sĩ. Chí Kiên vươn tay xoa bụng vợ, nói. Bé con ngoan lắm, ba mẹ yêu con. Gia Hân mỉm cười hạnh phúc, lựa chọn yêu anh, quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Cô đã đặt lòng tin vào đúng người rồi. Trở về, báo tin cho hai gia đình nội ngoại, ai cũng vui mừng vì có cháu trai hết. Và khoảng thời gian tiếp theo, Chí Kiên cũng bắt đầu chăm sóc cho cô như trước khi qua Nhật. Chí Kiên cũng thường xuyên tập luyện và cũng từ từ hồi phục và có thể đi lại được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ Chí Kiên đã khỏe lại, anh đã có thể đi lại được rồi. Gia Hân vì có bầu để đã được bảo lưu việc học lại và tập trung chăm sóc sức khỏe của mình để sinh con. Trưa nay mọi người đã đi làm hết rồi, chỉ có anh Thư không học trù nên trở về chơi với cô. Hai người đang ngồi nói chuyện thì bụng của Gia Hân đau lên. Gia Hân rất đau và hét lớn. Anh Thư thấy vậy mới gọi người làm phụ cô đưa chị dâu đến bệnh viện. Chí Kiên đang đi xem xét bệnh nhân thì nghe người báo lại là Gia Hân đến bệnh viện. Anh vội vàng chạy đến xem cô thế nào. Bác sĩ khám cho cô và nói. Cô ấy đau bụng nhiều thế là vì có dấu hiệu sinh rồi, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Được rồi, cứ đưa cô ấy đến phòng bệnh mà tôi đã sắp xếp trước đó cho vợ tôi nằm đi. Thế là Gia Hân ở trong bệnh viện và được người làm ở nhà đem đồ vào cho cô. Chí Kiên thì ở lại bên cạnh cô, không đi làm việc nữa. Anh đã điện cho ba Phạm và được sự đồng ý. Gia Hân quá đau, nắm chặt tay anh, thật sự rất đau. Anh ngồi bên cạnh mà ước gì có thể đau thay cô. Đau được 2 tiếng thì Gia Hân bị vợ ối và đưa vào phòng sinh. Chí Kiên đương nhiên là đi theo vào trong cùng với cô gái nhỏ rồi. Bà mẹ và anh trai của Gia Hân cũng đã qua anh. Ban đầu họ định qua thăm cô thôi, bởi vì sắp tới ngày sinh của cô rồi. Ai ngờ vừa xuống máy bay hay tin họ liền đến bệnh viện luôn. Bên ngoài phòng sinh, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Còn ở bên trong, Chí Kiên nắm tay cô, cổ vũ. Cố lên em, có anh ở đây rồi. Gia Hân cố gắng làm theo lời của bác sĩ. Cuối cùng, trải qua 15 phút, cô đã sinh cho Chí Kiên một bé trai thật đáng yêu. Chí Kiên cúi xuống, hôn lên trán cô nói. Bé cưng, em giỏi lắm, anh cảm ơn em. Bây giờ, Gia Hân đã không còn sức để nói chuyện, cô chỉ mỉm cười với anh,
sau đó cô được mọi người đưa vào phòng tốt nhất bệnh viện này để nghỉ ngơi. Ông bà đến nhìn em bé đang ngủ ngon lành mà tâm trạng của ai cũng vui vẻ. Chị Kiên đang pha sữa cho cô uống lấy lại sức. Mẹ Dương đi đến bên cạnh cô, nói: "Con gái của mẹ giỏi quá. Bây giờ bắt đầu là mẹ rồi, phải nghiêm túc và chăm sóc con. Đừng có bướng bỉnh, nhiều khi con một mình nữa, có biết không?" Chị Kiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô và nói với mẹ Dương: "Mẹ, không sao đâu ạ. Cứ để cô ấy là chính mình. Cho dù cô ấy có như thế nào thì con cũng yêu hết ạ." Mọi người nghe câu nói của anh, ai cũng cười tươi. Còn Sa Hân vô cùng hạnh phúc bởi trong câu nói của anh đầy sự cưng chiều dành cho cô. Mẹ Phạm đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Con gái đã khỏe chưa? Trong thời gian này có muốn cái gì cứ sai thằng nhóc này làm cho mẹ, được không?" Gia Hân cảm thấy mình thật may mắn khi có được người mẹ chồng yêu thương như vậy. Ở nơi xa lạ, làm dâu làm con cũng không cảm thấy tủi thân. Cô trả lời: "Dạ, con cảm ơn mẹ, con khỏe rồi. Với anh ấy chăm sóc cho con như vậy là tốt rồi ạ." Chí Kiên nghe vợ nói như vậy liền cười tươi. Không cần biết trong phòng bây giờ đang có nhiều người, anh liền cúi xuống hôn lên môi cô một cái, nói: "Vợ anh là nhất." Mọi người cũng đành bó tay với cái sự cuồng vợ này của anh thôi. Bà Phạm lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vậy các con đã đặt tên cho cháu nội của bà chưa?" Anh quay qua trả lời ba Phạm: "Tụi con định đặt là Phạm Đình Sa Bảo, bà thấy có được không ạ?" Bà Phạm vừa nhìn cháu trai ngủ ở trong nuôi vừa trả lời anh: "Ừ, cái tên hay lắm, bà chịu cái tên này đó." Mọi người ở lại chơi đến khuya mới trở về nhà. Đến khi mọi người đã về hết, lúc này Chi Kiên nói với cô: "Em biết hôm nay anh hạnh phúc đến như thế nào không, bé cưng? Em giỏi lắm, đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Anh và con sẽ luôn yêu thương em." Cúi xuống hôn lên môi cô một cái, anh nói: "Anh yêu em, bé cưng của anh." Không riêng gì Chí Kiên mà bản thân cô cũng vô cùng hạnh phúc, bởi vì sóng gió đã qua, anh trở về bình an, cô cũng đã sinh được một bé trai đáng yêu. Gia Hân nói: "Em cũng yêu anh, cảm ơn anh đã trở về và cho con em có ba mẹ đầy đủ. Chí Kiên, em yêu anh, rất yêu anh." Chí Kiên mỉm cười hạnh phúc, ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng và nhắm mắt ngủ. Sóng gió đã qua, từ nay về sau sẽ là hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi, hôn lễ của hai người được tổ chức sau một tháng chuẩn bị tại nhà hàng lớn nhất thành phố, với sự có mặt của họ hàng hai bên và bạn bè của cô dâu chú rể, còn có đối tác làm ăn của tập đoàn nữa. Gia Hân mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng vô cùng xinh đẹp, với thiết kế đơn giản, váy xòe kiềm tuyến và có cái lồng vũ ở ngực rất xinh đẹp. Cô dâu được anh trai dẫn ra từ phòng thay đồ đến cửa sảnh tiệc thì đến bà Dương nắm tay đi lên lễ đường. Chị Kiên đứng trên sân khấu quan sát cô dâu của mình từ từ đi đến với anh. Khi vừa nắm tay cô dâu, anh liền nói: "Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một cô gái đáng yêu như thế này. Từ nay về sau, quãng đường còn lại con sẽ cùng cô ấy đi qua." Bà Dương mỉm cười trao tay con gái qua cho anh và nói: "Bà hy vọng hai đứa con sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau. Bây giờ bà trao con gái yêu quý nhất của bà cho con." Hôn lễ được diễn ra vô cùng long trọng. Sau phần nghi thức, chị kia nói với cô dâu của mình: "Cô nhóc, em va vào lòng anh một lần thì mãi mãi em phải thuộc về anh. Anh yêu em, vợ yêu." Gia Hân mỉm cười hôn lên má anh một cái, nói: "Chú Gia, anh ôm em một lần thì phải ở bên em cả đời, không được rời xa. Em cũng yêu anh, chú Gia của em." Và cô dâu chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc để bước vào cuộc sống hôn nhân viên mãn cả đời. Nhưng mà đang hôn thì cô dâu liền đẩy anh ra. Ai cũng bất ngờ, không biết vì sao, và tiếp đến Gia Hân bụng miệng lại muốn nôn. Chí Kiên không hiểu vì sao cô lại như vậy, nhớ nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Tháng này em đến chưa?" Gia Hân lắc đầu như có linh cảm, anh liền cầm tay cô bắt mạch. Khóe môi Chí Kiên liền cong lên, anh cầm micro nói:
Tất cả quan khách đừng hiểu lầm, cô dâu không sao cả. Chỉ có điều, hãy nhờ cô ấy lại tiếp tục mang thai thôi. Cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng. Hôm nay đúng là xong hỉ rồi. Gian liền kéo tay anh, nói nhỏ. Anh, tại sao lại thông báo sớm như vậy? Em chưa chắc chắn. Với lại, em bé còn nhỏ, không nên nói sớm. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cái, nói. Lần trước, anh bắt mạnh cho em cũng như vậy và có ra bảo, lần này cũng không sai đâu. Em bé nhỏ của chúng ta chăm sóc tốt là được, em đừng quá lo lắng. Nhớ nhớ ra điều gì, Gia Hân nói. Có thai nữa, thì làm sao em học tiếp vào năm mới đây? Chí Kiên bá đạo nói. Em sinh xong rồi học cũng không muộn. Với lại nhà chúng ta, bác sĩ nhiều rồi, em học trễ một chút cũng không sao. Bé cưng, anh yêu em và cảm ơn em. Gia Hân cũng hết cách rồi, có thì sinh thôi. Con đường làm bác sĩ của cô từ khi va vào chú già coi bộ còn xa quá, nhưng đổi lại cô rất hạnh phúc với hiện tại, như vậy là quá đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.